Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 126, chào phó chủ tịch tỉnh. Ngô Bình ngạc nhiên, anh tiếp tục quan sát Hồng Lăng bằng đôi mắt xuyên thấu thì phát hiện đúng là thể chất của cô ấy rất đặc biệt, cô ấy không chỉ đã thông hết kinh mạch cấp 2, mà còn đã thông được một phần kinh mạch cấp 3 rồi. Đây là tiên cốt à, Ngô Bình chợt nghĩ đến một loại thể chất thuộc kiểu sinh ra để tu hành, ngay khi ăn cơm hay ngủ cũng có thể đột phá, cực kỳ hiếm gặp. Lịch sử có ghi chép rằng phải 3, 400 năm mới có một người như thế xuất hiện. Ví dụ như Trương Tam Phong của đầu triều Minh, Tổ sư Đạt Ma của triều Đường hay Sở Bá Vương của triều Tần. Bây giờ, Hồng Lăng vẫn còn ít tuổi, khi nào cô ấy trưởng thành thì tự nhiên kinh mạch cấp 3 sẽ được đả thông hết, đến lúc ấy, tu vi của cô ấy cũng tăng cao. Ngoài kinh ngạc ra thì Ngô Bình còn tò mò muốn biết sư phụ của Hồng Lăng là ai nên anh hỏi, "Hồng Lăng, sư phụ cô giỏi lắm à?" hồng lăng lắc đầu sư phụ có đánh lại tôi được đâu nhưng người cũng giỏi lắm từ nhỏ tôi đã sợ người rồi ngô bình gật đầu khổ thân sắp tới cô muốn ăn gì chơi gì thì cứ nói với tôi nhé hồng lăng sáng mắt lên cô ấy vẫn còn nhẹ nên đương nhiên vẫn thích chơi đùa thế từ giờ tôi gọi anh là anh trai nhé anh trả hết chi phí ăn chơi cho tôi ngô bình bật cười cô cũng biết tính toán ra phết đấy nhỉ anh bảo hồng lăng đi nghỉ còn mình thì tiếp tục đả thông kinh mạch cấp 2 ngoài sân. Lần này, do bị hồng lăng kích động nên anh quyết định phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Sáng sớm ngày hôm sau, anh đã gọi cho Chu truyền võ. Trước đó, hai người đã hẹn cùng đến nhà ông cụ từ để móc nối quan hệ, giúp ông ấy gặp ông lớn nhà họ từ. Ngô Bình và Chu truyền võ đã ghé một cửa hàng gần nhà họ để mua chút quà. Từ Quý Phi đã nhận được điện thoại của Ngô Bình từ trước nên đã chờ sẵn bên ngoài. Thấy anh và Chu Truyền Võ xuống xe, ông ấy vội tiến lên đón rồi cười nói, "Chào chú em." Ngô Bình cười đáp, "Anh Ba, đây là chú Chu Truyền Võ, thị trưởng thành phố Vân Đình." Từ Quý Phi khẽ gật đầu rồi bắt tay với Chu Truyền Võ, "Chào thị trưởng Chu, nghe danh đã lâu, mời vào." Hôm nay là ngày họp gia đình của nhà họ nên cả bốn anh em Từ Quý Phi đều về, ngoài ra còn có vợ con của họ nữa. Trong phòng khách lúc này chợt kín người ngoài ông cụ từ ra còn có hai người đàn ông trên dưới 50 tuổi. Một người trong số đó, Ngô Bình từng nhìn thấy trên TV rồi, đó chính là nhận vật đứng thứ hai ở tỉnh Từ Bá Nhân. Nghe từ quý phi giới thiệu xong, Từ Bá Nhân lập tức đứng dậy bắt tay với Ngô Bình, bác sĩ Ngô, tôi thật lòng cảm ơn cậu. Cậu không những chữa khỏi bệnh cho bố tôi, mà còn có cả cháu gái tôi nữa, nhà họ từ chúng tôi vô cùng cảm kích. Ngô Bình nói, ông từ khách sáo rồi, cứ gọi tôi là Ngô Bình thôi hôm nay tôi đến để kiểm tra lại cho cụm nhà mình sau đó anh chỉ vào chu truyền võ à đây là chú của tôi tên là chu truyền võ cũng là người tỉnh này nghe nói tôi đến đây chú ấy cũng tới chào hỏi các nhân vật lớn của tỉnh ngô bình không viện cớ gì cả từ bá nhân đã ngồi được vào vị trí ấy thì chắc chắn phải có tư chất hơn người tốt nhất là nói thẳng ra luôn chu truyền võ là thị trường nên đương nhiên cũng biết từ bá nhân ông ấy nhanh chóng tiến lên rồi lễ phéo chào hỏi, chào phó chủ tịch tỉnh. Người đứng đầu thành phố gọi là thị trường, đứng thứ hai gọi là phó thị trường. Tương đương như vậy, người đứng đầu một tỉnh là chủ tịch tỉnh, xếp sau là phó chủ tịch, một người có quyền hành rất lớn. Audio điện tử võ tấn bền Từ bá nhân thản nhiên gật đầu, chu truyền võ, chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi. Tôi đã từng nghe ông phát biểu, khá lắm. Chu Truyền Võ có vẻ hơi căng thẳng, Phó chủ tịch quá khen, tôi chỉ làm đúng trọng trách thôi." Ngô Bình chỉ mở đầu câu chuyện vậy thôi, sau đó phải làm sao thì phụ thuộc vào Chu Truyền Võ, còn anh đi kiểm tra lại cho ông cụ từ. Ông cụ đã khỏe lại nhiều, khi thấy Ngô Bình thì rất vui, ngoài ra còn liên tục khen ngợi y thuật của anh. Sau khi bắt mạch, Ngô Bình nói, "Cụ khỏe rồi, tôi sẽ kê thêm vài thang thuốc bổ nữa." mươi 127 em thì có tài cán gì đâu mà giúp anh trai anh được. Từ quý phi cảm ơn chú nhiều. Ngô Bình, anh ba khách sáo quá. Hai người đi sang phòng khác nói chuyện, Ngô Bình hỏi, anh ba, hôm qua em đã gặp một cao thủ ở tỉnh. Ai thế, từ quý phi nổi hứng hỏi ngay. Trương Hàn Thủy, Ngô Bình đáp, sau đó kể lại mọi chuyện cho từ quý phi nghe. Từ quý phi gật đầu, thực lực của Trương Hàn Thủy ghê phết đấy, thiết bố Sam của ông ta rất mạnh, có thể chống lại trưởng lực của anh luôn. Ông ta đã luyện ưng trào công đến cảnh giới bóp nát sắt thép rồi, hỗn nguyên công thì đã luyện tới tầng thứ 5. Ông ta mà đột phá thì anh cũng không đánh lại được, hai người không xảy ra xung đột là chú may rồi đấy. Ngô Bình gật đầu, con trai ông ta không sao nên hai bên không có thủ oán gì hết. Nói đến đây, Ngô Bình chợt nhớ đến Chu Phật Sinh nên bèn hỏi, thực lực của Chu Phật Sinh thế nào hả anh? Nghe thấy cái tên này, từ quý phi thoáng trầm mặc rồi nói, người này nguy hiểm lắm. Ngô Bình trột dạ, anh ba từng đấu với ông ta rồi à? Từ quý phi lắc đầu, chưa, nhưng chắc chắn anh không phải đối thủ. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, không lẽ tu vi của ông ta cao lắm à? Từ quý phi đáp, chân khí của cậu tốt như vậy, chắc có thể điều khiển cách hít thở đúng không? Ngô Bình lập tức hiểu ý của từ quý phi, ý anh là ông ta có cách hít thở siêu lắm ạ, à? Từ Quý phi gật đầu, đúng, nếu không nắm vững được hơi thở thì không thể đột phá lên cảnh giới tiên thiên được. Chu Phật Sinh đã học được cách hít thở của Phật môn nên giỏi lắm. Giờ ông ta đang ở giai đoạn đầu ở cảnh giới thần nên vẫn bình thường, nhưng mai này chắc chắn sẽ vượt xa anh. Ngô Bình cố ý hỏi, anh ba, học cách hít thở ấy khó lắm ạ? Từ Quý phi cười khổ, đương nhiên, anh phải quỳ ba ngày ba đêm trước cửa của đại tông sư quân vô tướng thì mới học được cách hít thở như bây giờ đấy anh còn phải hầu hạ ông ấy ba năm giờ chỉ cần ông ấy gọi một cái là anh phải ngưng hết mọi việc để tới nghe lệnh ngay ngô bình chấn động anh không nghĩ cách hít thở lại quan trọng đến thế từ quý phi vì vậy anh không thể so với chu phật sinh dcm vì anh đã thua ngay ở vòng ngoài rồi ngô bình sở hữu cách hít thở thuộc hàng thượng thừa nhưng đây là điều bí mật nên anh không thể tiết lộ cho người khác biết được vì vậy anh đành nói biết đâu sau này anh ba cũng học được cách hít thở tốt hơn thì sao từ quý phi cười nói mong là thế à lát nữa anh cả nhà anh có việc nhờ chú đấy nhờ em ạ à, ngô bình nói em thì có tài cán gì đâu mà giúp anh trai anh được từ quý phi vỗ vai anh y thuật chính là tài năng siêu phàm nhất của chú rồi ông anh anh da mặt mỏng nên nhờ anh hỏi chú trước có một người cao tuổi mắc bệnh nặng các bác sĩ giỏi đều khẳng định chỉ sống chưa tới một tháng nữa nhưng người đó có địa vị rất cao từng là trụ cột của nước nhà nên có rất nhiều người phải phụ thuộc vào ông ấy. Vì thế, anh trai anh muốn nhờ chú tới khám, nếu có cách gì chữa khỏi bệnh thì tốt, còn không thì cũng không sao. Ngô Bình đáp được, chuyện của anh trai anh thì cũng như chuyện của anh, em sẽ giúp. Từ Quý phi mừng rỡ rồi cười nói, "Được, nghĩ khí đấy." Hai người quay lại phòng khách, Ngô Bình thấy Chu Truyền Võ và Từ Bá Nhân đang trò chuyện vui vẻ. Chu Truyền Võ không còn căng thẳng nữa bọn họ đang nói về sự phát triển của thành phố Vân Đình. Từ Quý Phi vừa vào đã nói, anh, chú Ngô đã đồng ý đến khám cho ông Triệu rồi. chương 128 cô ấy là Hồng Lăng, em gái tôi. Từ bá nhân vội nói, cảm ơn cậu Ngô. Tuần sau, ông Triệu sẽ đến tỉnh, nơi này là quê của ông ấy, tôi cũng sẽ đến thăm, khi ấy cậu đi cùng tôi nhé. Ngô Bình gật đầu, vâng, khi nào đi thì ông từ cứ gọi cho tôi. Từ bá nhân gật đầu, tôi nghe nói chuyển võ sắp bị chuyển đến một bộ phận nhàn hơn, không biết bên nội vụ làm ăn kiểu gì mà sắp xếp không thỏa đáng như vậy. Sắp tới tôi sẽ tổ chức một cuộc họp để bàn bạc lại việc tuyên chuyển công tác của truyền võ. Trên tỉnh đang có mấy vị trí trống, tôi thấy năng lực làm việc của truyền võ rất tốt, hoàn toàn có thể gánh vác được. Từ bá nhân nói vậy là chắc chắn sẽ sắp xếp một vị trí cho chu truyền võ ở trên tỉnh, như vậy là thăng quan tiến chức rồi. Chu Truyền Võ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, truyền võ nhất định sẽ dốc hết sức làm việc, để không làm phó chủ tịch thất vọng. Ngô Bình cũng khá ngạc nhiên, anh biết các vị trí trên tỉnh đều là các chức vụ lớn, từ bá nhân để Chu Truyền Võ ngồi vào một trong số các vị trí đó là cũng trả công anh ngang giá rồi. Sau khi Hàn Huyên thêm vài câu, nhà họ Từ muốn giữ Ngô Bình và Chu Truyền Võ ở lại dùng bữa, nhưng đương nhiên Ngô Bình phải từ chối, anh phải đến Vân Kinh nên đành chào tạm biệt. Ngô Bình đi rồi, nhưng Chu Truyền Võ vẫn ở lại, rõ ràng từ bá nhân vẫn còn chuyện cần trao đổi với ông ấy. Ngô Bình rời khỏi tỉnh, cương tử nổ máy rồi đưa anh và Hồng Lăng đến Vân Kinh. Anh đến Vân Kinh để gặp Đường Tử Di, sau đó còn phải tới Biên Nam, đồng thời còn phải nói về vụ đầu tư với Lý Quảng Long. Từ tỉnh đến Vân Kinh khoảng 500 km, đây là một hành trình dài, vì ít nhất phải lái xe 5 tiếng đồng hồ. Trong lúc rảnh rỗi, Ngô Bình đã hỏi về thân thế của Hồng Lăng. Ký ức trước lúc 5 tuổi của Hồng Lăng khá mơ hồ, cô ấy nói mình từng có một gia đình, cô ấy đã từng mơ về bố mẹ của mình. Sư phụ của Hồng Lăng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, năm nay hơn 40 tuổi. Sư phụ đã nuôi cô ấy khôn lớn và truyền thụ cho cô ấy võ thuật. Nhờ chuyến đi này mà Ngô Bình đã hiểu rõ về Hồng Lăng hơn, hóa ra cô ấy rất đáng thương vì là cô nhi, sau đó được sư phụ nuôi lớn. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, cô ấy luôn chịu sự huấn luyện khắt khe nên mới luyện thành điện kiếm lợi hại như bây giờ. Điện kiếm này là một trong các môn võ thuật cao siêu nhất của võ đang. Sư phụ của Hồng Lăng nói, cô ấy là người thứ hai có thể luyện thành kiếm pháp này trong vòng 100 năm trở lại đây. Hồng Lăng cũng đã hiểu hơn về Ngô Bình, cô ấy bắt đầu thay đổi xưng hô, không còn coi mình là người ngoài nữa. Khi họ đến Vân Kinh thì đã là hơn 3 giờ chiều chiếc xe lăn bánh tới một căn nhà rất lớn với lối kiến trúc cổ kính. Đây chính là nhà của đường Tử Di, Ngô Bình cũng mới tới đây lần đầu. Đường Minh Huy và đường Tử Di ra ngoài nghênh đón, đường Minh Huy cười nói, Ngô Bình, cháu đến rồi đấy à, chú mong mãi. Ngô Bình cười nói, chú đường, bắt mọi người chờ lâu rồi à. Thấy còn một cô gái nữa trên xe, đường Tử Di liếc nhìn rồi hỏi, em gái này là ai thế? Ngô Bình, cô ấy là Hồng Lăng, em gái tôi. Đường Tử Di cười nói, hóa ra anh có hai cô em gái à. Hai bố con Đường Tử Di mời nhóm Ngô Bình vào nhà, Hồng Lăng chỉ ngồi im lặng một bên, sau đó tò mò quan sát xung quanh. Đường Tử Di thấy cô ấy xinh xắn, đáng yêu thì đi tới gần nói, "Hồng Lăng, chị có nhiều quần áo đẹp lắm, em mặc chắc chắn rất xinh, có muốn đi thử với chị không?" Hồng Lăng rất đơn thuần, nghe thấy có quần áo đẹp thì sáng mắt lên ngay, "Có, cảm ơn chị." Đường Tử Di cười nói, "Chị là Đường Tử Di, cứ gọi chị là chị Tử Di nhé." Chương 129: Thực lực của nhà họ Tiết mạnh hơn anh tưởng. Hồng Lăng gật đầu, sau đó đi theo Đường Tử Di vào phòng. Đây là một căn phòng lớn độc lập, có cả hàng tủ quần áo, bên trong treo kín đồ, hầu hết đều mới nguyên. Đường Tử Di để Hồng Lăng tự chọn, thích cái nào cũng được, sau đó cô ấy ra ngoài gặp Ngô Bình. Đường Tử Di nghiêm túc nói, "Sáng mai Chúng ta sẽ ngồi máy bay đến biên nam, chắc sẽ mất khoảng 2 tiếng. Ngô Bình đã biết rõ chuyện Đường Minh Huy bị người ta lừa nên hỏi luôn, trước đó chú đã bị lừa bao nhiêu ạ? À? Đường Minh Huy lúng túng đáp, chú đã đầu tư 1 tỷ, lỗ mất 900 triệu. Đường Tử Di bổ sung thêm, chính xác là 915 triệu. Ngô Bình trợn tròn mắt, đầu tư 1 tỷ mà lỗ những 915 triệu. Anh hỏi tiếp, chuyến này chúng ta đi với mục đích là kiếm lại chỗ bị lỗ đúng không? Đường Tử Di gật đầu, vụ này rõ ràng là do vua Phỉ Thúy gài, em không thể nuốt trôi cục tức ấy được. Ngoài ra, em cũng muốn đầu tư thêm một ít Phỉ Thúy nên sẽ mang thêm 2 tỷ. Đường Minh Huy nói, vua Phỉ Thúy toàn độc quyền Phỉ Thúy cao cấp. Lần này, chú muốn phá vỡ quy tắc ấy, sau đó thu mua một ít hàng cao cấp. Đường Tử Di, lần này toàn là vốn riêng của hai bố con em em sẽ chia cho anh 30% lợi nhuận kiếm được. Ngô Bình động lòng, nếu họ kiếm được 1 tỷ thì anh sẽ được chia 300 triệu ư. Vì thế, anh đồng ý ngay, được. Đường Minh Huy cười lớn nói, Ngô Bình, chú biết tài của cháu rồi, lần này kiểu gì chúng ra cũng thành công. Đường Tử Di bình tĩnh nói, bố, lần này chúng ta chủ yếu thu hồi khoản lỗ trước đó, kiếm được tiền hay không không quan trọng, miễn không lỗ là được. Con nghe nói, vua phỉ thúy có nhiều quân lắm, chúng ta đừng để bị lừa. Ngô Bình không biết về vua phỉ thủy đó nên hỏi qua một chút. Đường Tử Di nói vua phỉ thúy có quan hệ mật thiết với quân phiệt miến điện nên có thể lấy được nguyên thạch tốt nhất. Vua phỉ thúy đã được truyền thừa qua ba đời rồi, người hiện tại tên là Tiết Thái Hổ, đang sưng bá ở biên Nam. Giá trị số phỉ thúy mà nhà họ Tiết đang giữ lên đến cả trăm tỷ, đây là còn chưa kể tới bất động sản và các khu mỏ mà họ đầu tư. Tính ra thì tài sản của họ phải lên tới 200 tỷ, họ là nhà giàu số 1 ở biên nam. Ngoài ra, nhà họ còn bồi dưỡng rất nhiều cao thủ võ lâm hoạt động ở cả hai giới hắc bạch, chen chân cả vào những ngành nghề bất chính, ví dụ như sòng bạc và ngân hàng tư nhân. Nhà họ Tiết có thể đứng vững như hiện giờ là nhờ quan hệ với miến điện, ngoài ra còn vì ràng buộc lợi ích với chính quyền. Chính quyền ở đó muốn vay tiền thì sẽ đến thẳng nhà họ Tiết, chứ không tới ngân hàng thậm chí một phần ba đường cao tốc ở biên nam cũng do nhà họ bỏ tiền ra tu sửa vì vậy họ cũng có quyền kinh doanh ở các đoạn đường này mỗi năm họ đều thu về cả chục tỷ từ đó vua phỉ thúy còn có một biệt danh khác là tiết bán tỉnh có nghĩa là một nửa tỉnh biên nam là của nhà họ tiết ngô bình thoáng kinh ngạc thực lực của nhà họ tiết mạnh hơn anh tưởng anh không nhịn được nói nếu nhà họ tiết mạnh như vậy chúng ta đi chuyến này liệu có đắc tội với họ không Đường Tử Di cười nói, nhà họ làm kinh doanh thì không thể ra tay với khách hàng được. Thậm chí, khi nào chúng ta đặt chân tới phạm vi biên Nam rồi, họ còn cho người bảo vệ chúng ta nữa là. Nếu không, sau này còn ai dám mua phỉ thúy của họ nữa? Chương 130 Anh Bình, anh nói vậy là có cách chữa hả? Ngô Bình nghĩ thấy cũng đúng nên cười nói, nếu thế thì tôi yên tâm dốc toàn lực ứng phó rồi. Đường Tử Di nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, anh Bình khi nào mình bắt đầu chuyện của Vịnh Bạch Long đây? Ngô Bình, vội gì, khi nào đi biên Nam về, tôi sẽ gọi Trác Khang đến cùng thương lượng. Đường tử di sáng mắt lên, ý anh là anh có thể giải quyết vấn đề của dự án này ư? Ngô Bình không phủ định, vấn đề cũng không lớn lắm. Đường tử di thở vào một hơi, nhiếp sơn hà bị thương xong thì nhà họ cũng rút khỏi dự án này, giờ họ đang bán đổ bán tháo đi, Ngô Bình hỏi, họ bán mảnh đất ấy bao nhiêu tiền? Ngày xưa, nhà họ lưu mua mảnh đấy 20 tỷ, cứ tưởng kiếm được một món hời, ai ngờ lại bị nhiếp sơn hà gài bẫy. Đường Tử Di nói tiếp, giờ nhà họ lưu chỉ bán lại với giá 11 tỷ thôi, lỗ mất 9 tỷ. Nếu tính cả tổn thất khi bán sơn trang thái khang nữa thì còn nhiều hơn. Đường Tử Di nói cho Ngô Bình biết nhà họ lưu nhượng lại toàn bộ cổ phần của Sơn Trang Thái Khang với giá 12 tỷ, sau đó còn vay thêm 10 tỷ thì mới đủ tiền mua vịnh Bạch Long để chuẩn bị làm ăn lớn. Nhưng bây giờ, kế hoạch thay đổi, nhà họ Lư chỉ đành bán khu ấy đi để mưu sinh. Ngô Bình hỏi, 11 tỷ là rẻ lắm đúng không? Đương nhiên, nếu không phải vịnh Bạch Long có vấn đề thì còn lâu mới có giá ấy, đường tử di đáp. Ngô Bình, cô nuốt chọn sơn trang thái khang rồi hả? Đường tử di gật đầu, sau khi thu hồi vốn từ dự án ấy, vừa hay đủ để em đầu tư vào vịnh Bạch Long. Cả dự án chắc phải đầu tư khoảng 70 tỷ, nhà em đã đầu tư 40 tỷ rồi, 30 tỷ còn lại thì đi vay. Ngô Bình, nói vậy là nhà cô đã bỏ ra 40 tỷ, tôi nhớ thu nhập là 120 tỷ đúng không? Đường Tử Di, đúng, trừ các loại thuế phí đi thì ít nhất nhà em cũng lãi được 175%, thời gian thì khoảng 3 năm thôi ngô bình cảm thấy mối này khá ổn nên nói thật ra phong thủy ở vịnh bạch long đẹp mà đến lúc đó có thể quảng cáo rồi mời vài người nổi tiếng đến nhắc đến người nổi tiếng đường tử di nói à anh bình này con trai của nhiếp sơn hà là nhiếp chuẩn đã xin em nhờ anh đến khám cho nhiếp sơn hà ngô bình hơi ngạc nhiên nhờ tôi ư đường tử di gật đầu ông ta đã nghe chắc khang kể về tài y thuật của anh nên muốn anh đến khám cho bố ông ta nếu anh chữa được thì nhà họ nhiếp sẽ trả công xứng đáng. Ngô Bình trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói, bị đại trận ấy phản vệ thì chữa khỏi khó lắm. Đường tử di ngạc nhiên, anh Bình, anh nói vậy là có cách chữa hả? Ngô Bình gật đầu, có chứ, nhưng khá lằng nhằng. Anh ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, cô bảo với nhiếp chuẩn là cứu người thì được, nhưng tôi sẽ thu 10 tiền công. Đường tử di cười nói, anh Bình, kể cả anh có đòi một một trăm triệu thì nhà họ cũng đồng ý. Ngô Bình Thơ ơ nói, làm nghề y là cứu người, nếu thu phí chữa bệnh quá mức thì không hay. Tôi thu 10 triệu vì chữa bệnh cho nhiếp Sơn Hà sẽ tốn khá nhiều thời gian. Đường tử di lè lưỡi rồi nói, anh Bình nói đúng, là em ăn nói hàm hồ. Lát em sẽ gọi cho nhiếp chuẩn luôn. Ngô Bình lại nhắc tới chuyện đầu tư, vụ đầu tư phía Lý Quảng Long, cô có chắc muốn tham gia không? Đường Tử Di, có ạ, à, nếu lần này Cược Ngọc mà kiếm được nhiều thì em sẽ đầu tư thêm. Chương 131 anh đến Vân Kinh khi nào thế? Ngô Bình nói, anh ấy chỉ cần 3 tỷ thôi, mà tôi cũng đầu tư 500 triệu rồi. Đường Tử Di chớp mắt nói, anh Bình, hay anh cũng đầu tư một ít vào dự án Vịnh Bạch Long, lời hơn làm những cái khác nhiều. Ngô Bình động lòng nói, được, nếu lần này đi Cược Ngọc kiếm được tiền thì tôi sẽ đầu tư hết 30% được chia. Sau đó, Đường Tử Di đã gọi cho nhiếp chuẩn thông báo cho ông ta Ngô Bình đã đồng ý chữa bệnh, nhà bên đó đồng ý chi phí khám chữa bệnh của Ngô Bình ngay. Đường Tử Di đi cùng Ngô Bình đến bệnh viện Thái Hòa bệnh viện tốt nhất ở Vân Kinh. Có một người đàn ông trung niên đang sốt sắng đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh VIP, ông ta chính là nhiếp chuẩn con trai của nhiếp Sơn Hà. Nhiếp Sơn Hà bị thương rất nặng, vẫn hôn mê chưa tỉnh, điều này làm nhiếp chuẩn vừa đau lòng vừa nóng ruột tất cả mạng lưới quan hệ và thu nhập của nhà họ nhiếp đều phụ thuộc vào nhiếp chuẩn, lão mà chết thì nhà họ nhiếp sẽ lụi bại. Bất kể ra sao, nhiếp chuẩn cũng phải giữ lại mạng sống cho bố mình. Nhưng những ngày qua, ông ta đã mời rất nhiều bác sĩ tới mà không ai khiến nhiếp chuẩn tỉnh lại được. Tình cờ một lần, ông ta nghe chắc khang kể thì mới biết có một bác sĩ thiên tài tên là Ngô Bình. Ông ta lập tức nhờ đường tử di mời Ngô Bình đến khám cho nhiếp chuẩn. Ban nãy, đường tử di mới thông báo là Ngô Bình sẽ đến. Ông ta chờ khoảng nửa tiếng thì thấy Ngô Bình tới, nên vội vàng tiến lên đón, thần y Ngô, cuối cùng thì cậu cũng tới rồi, bố tôi đang nằm bên trong. Ngô Bình gật đầu rồi đẩy cửa ra, anh nhìn thấy một ông lão mặt tím đen đang nằm trên giường, sức khỏe rất yếu, đã thế còn đang hôn mê. Anh quan sát một lúc thì phát hiện, hồn phách của nhiếp chuẩn đã bị thương, cơ thể bị sát khí xâm nhập làm ảnh hưởng đến kinh mạch và lục phủ ngũ tạng nên mới hôn mê lâu như thế. Thần y, bệnh của bố tôi có cứu chữa được không? Nhiếp chuẩn hỏi. Ngô Bình đáp, chữa được, tôi sẽ kê toa, trong ba ngày ông phải đi mua đủ dược liệu, sau đó tôi sẽ tới chữa trị. Nhiếp chuẩn mừng rỡ, tốt quá rồi. Nhất định tôi sẽ cho người đi mua đủ. Ngô Bình lấy giấy bút rồi viết nhanh các loại dược liệu mà nhiếp chuẩn nghe không hiểu. Viết xong, anh đưa luôn cho nhiếp chuẩn, sau đó lấy kim châm cứu ra châm cứu vào 72 huyệt đạo cho nhiếp chuẩn. Tôi sẽ châm cứu để giúp bệnh nhân cầm cự, ông tìm đủ dược liệu thì gọi ngay cho tôi, Ngô Bình nói một cách đơn giản. Nhiếp chuẩn gật đầu lia lịa rồi cảm ơn. Sau đó, Đường Tử Di và Ngô Bình đã ra về. Trên xe, Đường Tử Di hỏi, các dược liệu ấy có dễ tìm không? Ngô Bình gật đầu, không dễ lắm, hơn nữa giá còn cao. Muốn mua đủ thì phải mất cả trăm triệu đấy. Đường Tử Di ngạc nhiên, nhiều thế á? Ngô Bình mong là họ mua được, không thì tôi cũng bó tay. Về nhà họ Đường xong, Ngô Bình gọi cho Lãnh Như Yên để thông báo cho cô ấy biết mình đã nghiên cứu xong niêm hoa chỉ rồi. Nhận được điện thoại của Ngô Bình, Lãnh Như Yên rất vui, hai người hẹn gặp ở một khách sạn. Khi Ngô Bình đến thì đã trông thấy Lãnh Như Yên chờ sẵn rồi, thấy anh thì cô ấy vẫy tay ngay anh đến vân kinh khi nào thế lãnh như yên cười hỏi hôm nay ngô bình đáp đi thôi chúng ta thuê phòng họ thuê phòng thật ra là để truyền thụ niêm hoa chỉ lãnh như yên hiểu ý nhưng khi mới nghe vẫn suy nghĩ xa vời rồi thấy hơi là lạ ngô bình thuê một phòng rồi đi vào với lãnh như yên anh nói tôi đã hiểu được vấn đề mà cô gặp phải rồi nhưng muốn dạy cho cô thì hơi phức tạp lãnh như yên ngây ra phức tạp lắm ạ Chương 132 cô đừng quan tâm, cứ tập trung tinh thần đi. Ngô Bình gật đầu, vì cô buộc phải cởi bỏ hết quần áo. Mặt Lãnh Như Yên lập tức đỏ lựng. Phải cởi hết đồ trên người ư? Lãnh Như Yên lập tức nắm chặt tay áo rồi căng thẳng hỏi. Ngô Bình nói ngay, cô yên tâm, tôi sẽ che mắt. Dù với Ngô Bình mà nói thì có che mắt hay không cũng thế, nhưng Lãnh Như Yên không biết gì nên ngẩn ra hỏi, che mắt ư? ngô bình gật đầu ừm um, nhưng thi thoảng tôi cần phải chạm vào người cô như vậy mới có thể hỗ trợ cô tìm thấy đường kinh mạch đó lãnh như yên cắn môi rồi nhỏ giọng nói được phiền anh ạ à. ngô bình lấy kim châm cứu ra rồi để sang một bên sau đó lấy một chiếc khăn màu đen che mắt lại anh không quên nhắc lãnh như yên kiểm tra cô xem tôi đã che kín hay chưa đi lãnh như yên mím môi cười em tin anh thật ra anh chỉ cần nhắm mặt lại thôi cũng được rồi ngô bình ho khan một tiếng cô đẹp như thế tôi sợ mình mất khống chế nên mới phải che mắt lãnh như yên liếc nhìn anh rồi nói anh ngô là chính nhân quân tử mà ngập ngừng một lát cô lại nói em cởi đồ nhé ngô bình nghe thấy tiếng sột soạt anh nhìn xuyên qua mảnh vải đen thì thấy một thân hình hoàn mỹ còn đầy đặn hơn cả chu thanh niên từng đường cong cơ thể uyển chuyển da thịt trắng như tuyết ngực lãnh như yên không lớn lắm nhưng hình dáng rất đẹp Ngô Bình vừa nhìn đã phải quay đi ngay. Cởi đồ xong, Lãnh Như Yên phát hiện Ngô Bình có vẻ thấp thỏm, cô ấy không nhịn được gọi anh Ngô. Ngô Bình đáp lời rồi giơ tay ra lấy kim châm cứu rồi hỏi, niêm hoa chỉ của cô có 20 đường đúng không? Lãnh Như Yên gật đầu, vâng. Ngô Bình, cô thi triển đường thứ nhất đi, trong lúc cô vận chuyển nội lực, tôi sẽ dùng kim châm cứu chuyển chân khí vào để giúp cô xác định vị trí của kinh mạch. Lãnh như yên ngạc nhiên, hôm đó, anh chỉ nhìn một lần mà đã biết đường vận chuyển kinh mạch của em rồi ư. Ngô Bình, tôi là bác sĩ nên rất quen thuộc với kinh mạch của con người, tôi chỉ cần nhìn qua là biết ngay thôi. Thật ra, uy lực niêm hoa chỉ của cô phải đến cảnh giới khí thì mới có thể phát huy ra được, giờ cô học là hơi sớm đấy. Sau đó, anh nói tiếp thôi, tối nay tôi sẽ giúp cô đột phá lên cảnh giới khí luôn. Lãnh Như Yên run lên, anh giúp em đột phá lên cảnh giới khí ư. Thật không ạ? À? Ngô Bình thờ ơ nói, tu vi của cô đã ở cảnh giới lực viên mãn rồi, vốn đã có điều kiện đột phá, tôi chỉ hỗ trợ thêm chút thôi. Nói rồi, anh bắt đầu đặt tay lên sống lưng của Lãnh Như Yên, sau đó chuyển chân khí huyền hoàng vào hai huyệt nhâm đốc của cô ấy để thúc đẩy lưu chuyển nguyên khí. Tập trung tinh thần, tĩnh tâm cảm nhận đường đi của nguyên khí, Ngô Bình bình tĩnh nói lãnh như yên nhắm mắt lại còn bàn tay của ngô bình thì tự do chu du trên người cô ấy từ lưng tới eo mông anh sờ đến đâu người cô nóng đến đây và không ngừng run rẩy ngô bình trầm giọng nói đừng suy nghĩ linh tinh tập trung cảm nhận chân khí lãnh như yên vội vàng tập trung lại một tay khác của ngô bình đặt vào bụng của lãnh như yên ở đây có mấy sợi lông măng ngô bình vừa chạm tới thì lãnh như yên đã mở mắt ra ngô bình cô đừng quan tâm cứ tập trung tinh thần đi. Lãnh như yên cắn môi rồi lại nhắm mắt, tay Ngô Bình đẩy dần lên cao rồi dừng lại ở đan điền của Ngô Bình, anh truyền chân khí vào đó để tạo thành khí hải. Chờ khi khí hải đầy, anh tiếp tục sờ lên trên đến phần ức, khi lướt qua hai bầu ngực của lãnh như yên, anh đã cảm nhận được sức đàn hồi của chúng. chương 133, đúng như tôi đoán, không khác nhau là mấy. Anh dừng lại ở vị trí huyệt đạo rồi truyền chân khí vào, Bàn tay nóng rực khiến Lãnh Như Yên cảm thấy vô cùng lạ lẫm. May mà anh đã di chuyển tay tới bộ phận khác, cuối cùng đặt lên đỉnh đầu cô ấy rồi nói, "Mở." Lãnh Như Yên cảm thấy đầu mình nổ vang, trời đất như quay cuồng, hai huyệt nhâm đốc của cô ấy đã được đả thông, vòng tuần hoàn tiểu chu thiên chính thức được thành lập. Lúc này, Lãnh Như Yên đã bước vào cảnh giới khí. Một luồng chân khí đang vận chuyển trong người cô ấy rất mạnh mẽ. Tiểu Chu Thiên vận hành ba vòng Lãnh Như Yên từ từ mở mắt ra, sau đó vô cùng cảm kích nói, "Anh Ngô, cảm ơn anh." Cô ấy rơm rớm nước mắt, vì cảnh giới này rất quan trọng. Lãnh Như Yên không ngờ mình có thể đột phá trong hôm nay, điều này vượt ngoài mong đợi của cô ấy. Ngô Bình mỉm cười, "Vì nền móng của cô chắc rồi, chuẩn bị một chút đi, tôi sẽ truyền thụ Niêm Hoa Chỉ bản hoàn chỉnh luôn cho." Lãnh Như Yên chấn động, "Bản hoàn chỉnh ạ?" À. "Ngô Bình, ừm," Tôi phát hiện niêm hoa chỉ của cô có vấn đề nên đã xử lý rồi. Bây giờ, nó sẽ phát huy được uy lực gấp 3 lần ngày trước. Nói rồi, anh lại lấy kim châm cứu ra châm vào một đường kinh mạch của Lãnh Như Yên để truyền chân khí vào. Nhờ có kim châm cứu của Ngô Bình mà Lãnh Như Yên có thể dễ dàng tìm thấy đường kinh mạch mới này. Khi cô ấy tiếp tục thi triển thì quả nhiên cảm thấy chân khí của mình rất trôi chảy, hơn nữa uy lực cũng rất mạnh, phải gấp 3 lần khi trước. Cô ấy ngạc nhiên hô lên, mạnh thế cơ ạ. À. Ngô Bình, đây mới là Niêm Hoa chỉ thật sự. Cứ thế, Ngô Bình nhanh chóng giúp Lãnh Như Yên sửa đổi chỉ pháp. Lúc này, anh bảo Lãnh Như Yên mặc đồ lên, sau đó tháo khăn che mắt ra, nói, "Bây giờ, cô hãy thi triển lại môn chỉ pháp này đi." Trước đó, tu vi của Lãnh Như Yên rất thấp nên khó thi triển được các bước sau của bài chỉ pháp. Nhưng bây giờ cô ấy đã tiến vào cảnh giới khí rồi nên có thể thi triển một cách dễ dàng lãnh như yên gật đầu sau đó vừa thi triển niêm hoa chỉ vừa đọc ra tiếng chỗ thiếu sót của hai mươi đường đi kia ngô bình lạng yên lắng nghe rồi nói đúng như tôi đoán không khác nhau là mấy anh tiếp tục sửa đổi cho lãnh như yên uy lực của các bước sau đã mạnh hơn nhiều lãnh như yên thi triển cũng vất vả hơn khi hai người xong việc thì đã một giờ sáng Ngô Bình rất mệt, đầu mướt mồ hôi. Lãnh Như Yên vội đi lấy nước và khăn tới rồi cảm ơn anh, anh Ngô, em cảm ơn anh nhiều. Mạc Lâm Thần cười nói, cô hãy nhận là mình nghiên cứu ra điểm thiếu sót của niêm hoa chỉ nhé, đừng nhắc đến tôi. Dẫu sao tôi cũng đã học mất tuyệt học của nhà cô, đây là điều cấm kỵ đấy. Lãnh Như Yên gật đầu, em hiểu. Ngô Bình, tôi phải ngồi nghỉ một lát, cô về trước đi lãnh như yên cười nói để em ở lại với anh ngô bình không nói gì nữa mà ngồi yên hai tiếng sau anh mới hồi sức khi mở mắt ra thì phát hiện lãnh như yên vẫn ngồi bên cạnh rồi chăm chú nhìn mình mặt tôi nở hoa hà anh hỏi lãnh như yên phì cười em đang xem anh luyện công đúng là cao thủ phóng chân khí ra ngoài có khác chân khí của anh nhiều thật đấy khí tức cũng khủng lắm luôn ngô bình vươn vai nói nghỉ một lát đi sáng mai tôi phải bay đến biên nam rồi. Anh đi vào phòng ngủ định chợp mắt một lúc, nhưng vừa nằm xuống thì thấy lãnh như yên cũng đi vào rồi nằm xuống cạnh anh. Trường 134 em không sợ anh là trai đều à. Tim ngô bình đập mạnh, bốn mắt hai người nhìn nhau, lãnh như yên tủm tìm hỏi, anh ngô, ban nãy anh có cố tình chạm vào người em không? Ngô bình lập tức lúng túng, cô chẳng bảo cô tin tôi còn gì. Đương nhiên là em tin anh, nhưng da em đẹp như vậy, chạm vào chắc chắn rất thích đúng không cô ấy mỉm cười hỏi hơi thở thơm mát gần trong gang tấc ngô bình nhún mày nhưng anh chưa kịp nói gì thì lãnh như yên đã ôm chầm lấy anh tim ngô bình đập như đánh trống còn lãnh như yên thì mỉm cười rồi hôn lên môi anh mọi thứ xảy ra quá nhanh ngô bình chưa hề có sự chuẩn bị gì mà thật ra cũng không cần thiết anh cứ thuận theo tự nhiên thôi xong việc ngô bình gãi mũi rồi nói anh thấy đột một quá lãnh như yên nhìn thẳng vào anh tối đó khi thấy anh không hề sợ chắc khang em đã rung động rồi em thấy anh rất thần bí nên muốn tìm hiểu về anh để xem rốt cuộc anh có bản lĩnh lớn tới mức nào ngô bình cười nói giờ em biết rồi còn gì lãnh như yên véo anh một cái đáng ghét ngô bình cười phá lên lãnh như yên nói tiếp anh chỉ nhìn em thi triển niêm hoa chỉ một lần mà đã có thể nghiên cứu ra bản hoàn chỉnh như vậy chứng tỏ anh chỉ cần nhìn người khác luyện công là có thể học được công pháp của họ luôn đúng không lãnh như yên là một cô gái rất thông minh nên nhanh chóng đưa ra phán đoán ngay ngô bình ngẫm nghĩ rồi đáp cũng không hẳn cũng có nhiều công pháp cần phải ngồi thiền theo cách riêng thì anh cũng không rõ được lãnh như yên nhưng thế thôi cũng đủ rồi cô ấy đảo mắt nói khi nào có cơ hội chúng ta đến đại thiền tông đi ngô bình hiểu ý của cô ấy ngay em bảo anh đi học mót à lãnh như yên bật cười mình tự học được bằng khả năng của mình thì đâu phải học mót vừa hay bố em đã mời thiền sư ngũ chọc đến chơi cờ đến lúc đó chúng mình cùng đi nhé ngô bình được sau đó anh hỏi chuyện với anh em có nghiêm túc không đấy lãnh như yên tự tin nói em đã ưng ai thì không thể sai được em chọn anh rồi đấy ngô bình mềm lòng nói em không sợ anh là trai đều à lãnh như yên liếc anh rồi quyến rũ nói anh càng để thì em càng thích tóm lại là anh không đá em được đâu ngô bình câm nín sao tính cách của lãnh như yên lại khác với các cô gái bình thường vậy khi trời gần sáng lãnh như yên mới ngủ còn ngô bình thì lặng lẽ đứng dậy rời đi lúc anh về đến nhà họ đường hai bố con đường tử di đã chuẩn bị xong hết rồi thấy anh đi qua đêm Đường Tử Di tò mò nhìn anh hỏi, "Anh, đêm qua anh đi đâu thế?" "Chương 135 ừm, chúng tôi chiến hai trận rồi tôi mới đánh bại cô ấy." Ngô Bình đáp, "Đi gặp một người bạn rồi tỉ thí thôi." "Đường Tử Di, người có thể tỉ thí với anh chắc cũng có thực lực mạnh lắm nhỉ?" Ngô Bình vội gật đầu, "Ừm, um, chúng tôi chiến hai trận rồi tôi mới đánh bại cô ấy." Đường Tử Di không hiểu ý của Ngô Bình nên nói, "Thế anh đi nghỉ đi." hành trình hôm nay rất dài nên sẽ mệt đấy ngô bình không sao tôi sẽ nghỉ trên máy bay khi nào xuất phát một lát nữa sẽ ra sân bay à có dẫn hồng lăng theo không đúng lúc này hồng lăng đi ra chị tử di em cũng đi ngô bình ừ thì đi mình cũng ít người mà cứ thế đường minh huy đường tử di và ngô bình cùng hồng lăng cương tử lái xe đến sân bay sau đó lên máy bay tư nhân của nhà họ đường bay đến Biên Nam. Tỉnh Biên Nam nằm ở cuối phía nam của nước Viêm Long, dân số khoảng mấy chục triệu, diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều núi non trùng điệp, tiếp giáp với miến điện, lào, đường biên giới thì dài nên cũng phá phức tạp. Đây là nơi cung cấp chất cấm cho cả nước, đồng thời sở hữu các sòng bài lớn nhất nước, ngoài ra còn có các ngân hàng tư nhân hoạt động rất mạnh, cùng các chợ đen. Sau 2 tiếng ngồi trên máy bay, nhóm Ngô Bình đã xuống dưới rồi đi ô tô vào Hoa Thành trung tâm của Biên Nam. Hoa Thành có 15 triệu dân, là trung tâm kinh tế của Biên Nam. Tuy nơi này không phải là đô thị lớn như Vân Kinh, nhưng độ xa hoa thì cũng không kém là bao. Đường Tử Di đã đặt trước khách sạn rồi nên họ đến thẳng đó luôn. Sau khi tắm rửa và ăn trưa, khoảng một rưỡi chiều, họ thong thả đi đến công viên phỉ thủy. Đây là nơi mà vua phỉ thúy chuyên bán ngọc và nguyên thạch, nằm ở ngoại ô Hoa Thành. Khi sắp tới nơi, Ngô Bình hỏi, tôi có ý kiến lần này chúng ta hãy mua đá cao cấp. Đường tử di gật đầu, vâng, lần này quan trọng là ổn định, chỉ cần không lỗ là được. Ngô Bình, lỗ sao được, nhiều thì tôi không dám chắc, chứ lãi 3 đến 5 lần thì vô tư. Đường Minh Huy sáng mắt lên, thế thì mua nhiều hơn một chút nhé. Đường tử di lắc đầu, không nhiều đá đắt tiền đâu bố, mình chỉ cược trong phạm vi 2 tỷ là được rồi. À, xong việc ở đây thì tối mình đến chợ đen chơi đi. Ngô Bình, chợ đen Á. Đường Tử Di, vâng, chợ đen ở Hoa Thành là một trong ba chợ đen lớn nhất cả nước đấy. Người ở các nước lân cận đều mang đồ đến đó bán. Đồ ở đó nhiều lắm, tha hồ mà xem. Ngô Bình nổi hứng, thế thì phải đi rồi. Lúc này, chiếc xe đã xuất hiện ở một cổng lớn cao mấy mét và trông rất hoành tráng, cạnh đó còn có chạm gác. Chiếc xe dừng lại, một người đàn ông trung niên đi ra sau đó nhìn bọn họ rồi hỏi có hẹn trước không? chương 136 vậy chúc anh may mắn. Đường tử di, chúng tôi đã gọi cho ông Tiết rồi, tôi họ đường. Người đàn ông gật đầu rồi về gọi điện, sau đó nhanh chóng mở cửa rồi khách sáo nói, mời vào. Chiếc xe lăn bánh, sau đó đi thêm một đoạn khá xa vào trong công viên. Công viên này mô phỏng theo lâm viên ở biên nam, quy mô rất lớn, dựng sát núi nên có phong cảnh rất đẹp. Hai bên đường đều có biển chỉ dẫn, chiếc xe đi thêm một lúc thì tới một sân lớn, ở đây đang đậu kín toàn các xe sang. Đường Tử Di nói, xem ra hôm nay có nhiều người đến đấy. Lúc này, một cô gái trẻ xinh đẹp mặc sườn xám đi tới rồi cười nói, cô Đường phải không ạ? Ông chủ của chúng tôi chờ mọi người lâu rồi, mời vào trong nhóm ngô bình xuống xe rồi đi theo cô gái ấy vào phòng khách lúc này đã có không ít người ngồi ở đây mời ngồi cô gái nói ông chủ ra bây giờ ạ à. ngay sau đó đã có một người ở bàn bên cạnh đứng dậy đó chính là kim vĩnh lợi kim vĩnh lợi cười nói tử di em cũng đến à sau đó anh ta tự nhiên ngồi xuống cạnh đường tử di đường tử di cao mày kim vĩnh lợi sao đi đâu cũng gặp anh thế Kim Vĩnh Lợi cười phá lên nói, chứng tỏ bọn mình có duyên. Sau đó, anh ta liếc nhìn Ngô Bình rồi sầm mặt nói, thằng này lại đi theo hả? Tử Di, lần trước là do thằng nhãi này gặp may, cược chúng vài khối đá. Nếu nói về kỹ năng cược đá thực sự thì vẫn phải tìm cao nhân thực thụ, anh ta chỉ vào chiếc bàn ban nãy nói tiếp, nhìn thấy chưa, cao thủ cược đá lợi hại nhất cả nước anh đã mời đến đây rồi, quỷ nhãn lưu và thần đoạn trương. Đường tử di hơi ngạc nhiên, không ngờ anh lại mời tới hai nhân vật lẫy lừng như vậy, xem ra lần này anh đã đầu tư rất nhiều tiền vào đây. Kim Vĩnh Lợi cười hi hi đáp, em không biết sao. Hôm nay vua phỉ thúy sẽ cho mở cửa cửu hào viện. Đường tử di như thể nghĩ ra gì đó, gieo lên, tôi nhớ ra rồi, cửu hào viện này nghe nói 10 năm mới mở cửa một lần, những khối nguyên thạch bên trong đều có lịch sử lâu đời, nhưng giá cũng cực kỳ cao. Chẳng trách hôm nay lại nhiều người tới đây như vậy. Kim Vĩnh Lợi, không sai, anh đã chuẩn bị 3 tỷ tệ, sẵn sàng mua vài khối đá vua. Đá vua là những khối đá có giá hơn 100 triệu tệ. Những khối đá này đã được khai thác từ lâu, mỗi khối đá đều có biệt hiệu riêng. Có nhiều khối đá vua phải vài năm mới xuất hiện lại trên thị trường. Đường tử di chỉ cười không đáp, cô biết khả năng cược đá của Ngô Bình lợi hại thế nào. Quỷ nhãn lưu và thần đoạn trương này còn thua xa anh. Vậy chúc anh may mắn, đường tử di đáp. Kim Vĩnh Lợi cười đáp, tử di, nếu em bằng lòng thì anh có thể để quỷ nhãn lưu và thần đoạn trương xem giúp cô. Không cần đâu, đường tử di từ chối luôn, tôi tin tưởng mắt nhìn của Ngô Bình. Kim Vĩnh Lợi hứ một cái, đáp quy mô của đại hội cược đá cửu hào viện lớn hơn ở đây nhiều. Nếu như thực sự chọn đá vua thì chút vận may đó của hắn không đủ đâu. Trường 137 cũng may khi xưa em đào hôn thấy Kim Vĩnh Lợi không ngừng hạ thấp mình, Ngô Bình không nhịn được bèn nói, cậu chủ Kim, bệnh của anh nếu không chữa thì sắp đến giai đoạn cuối rồi đấy. Mặt Kim Vĩnh Lợi đột nhiên trắng bệch ra, trong lòng kinh ngạc không hiểu tại sao Ngô Bình biết được chuyện này. Hóa ra tầm một tháng trước, anh ta theo đuổi một cô gái bán hoa. Đối phương có body cực bốc lửa, Kim Vĩnh Lợi chìm đắm trong nhục dục không thể thoát ra được. Anh ta đã bao nuôi cô gái kia nửa tháng, nhưng nửa tháng trước đột nhiên anh ta phát hiện trong người không khỏe lúc đi tiểu còn đau rát sau khi đến bệnh viện kiểm tra anh ta phát hiện mình đã mắc phải bệnh lây qua đường tình dục trước mắt phải điều trị bằng thuốc kim vĩnh lợi giận dữ quát họ ngô kia bớt nói nhảm đi cái gì mà giai đoạn cuối kia chứ người đến giai đoạn cuối là mày mới phải ngô bình thờ ơ đáp anh quên rồi sao tôi cũng là bác sĩ đấy kim vĩnh lợi hừ lạnh đáp mày đi lừa gạt thiên hạ thì được nhưng lừa sao được tao cơ chứ suốt lời kim vĩnh lợi chào đường tử di một tiếng rồi nhấc mông chuồn thẳng chỉ sợ ở lại thêm thì ngô bình sẽ khơi ra chuyện anh ta bị bệnh hoa liễu kim vĩnh lợi vừa đi khỏi đường tử di tò mò hỏi anh ta mắc bệnh gì vậy ngô bình bệnh hoa liễu đường tử di nghe xong không giấu nổi vẻ khinh ghét cũng may khi xưa em đào hôn sau đó cô lại trừng mắt nhìn bố mình là đường Minh Huy một cái. Bố, bố nói với ông nội đi, đừng có tùy tiện tìm vị hôn phu cho con nữa. Lợi ích của nhà họ đường quan trọng nhưng hạnh phúc của con cũng quan trọng không kém. Đường Minh Huy đáp, tử di, con yên tâm, dự án biệt thự Thái Khang thành công, ông sẽ có cái nhìn khác về bố. Nếu lần cược đá này chúng ta trúng lớn thì ông nội con chắc chắn sẽ giao một phần sản nghiệp cho bố tiếp quản. Đường tử di, nhưng bà cả có uy quyền quá lớn, mấy người con trai của bà ta đã nắm giữ những sản nghiệp lớn nhất của nhà họ đường, đến hạt cát cũng không lọt vào được, bố căn bản là không có cơ hội. Đường Minh Huy đáp, cho nên bố mới bảo con hãy đầu tư vào y dược. Hơn nữa số tiền cược đá lần này cũng là của chúng ta. Đường tử di thẳng thốt bố, bố định đơn thương độc mã, tự làm một mình sao? Đường Minh Huy gật đầu đáp, ra thế của bà cả lẫy lừng, Nhà họ Đường có được thành quả như hôm nay phần lớn là do có gia tộc của bà cả đứng sau giúp đỡ. Một đứa con của vợ lẽ như bố thì làm gì có chuyện được trọng dụng. Đường Tử Di khẽ đảo đôi mắt xinh đẹp, đáp bố, những món đầu tư mà anh Bình tiến cử chắc chắn không có vấn đề gì. Sau đó cô mỉm cười nói tiếp, anh, anh nói với bố em về chuyện đầu tư của chúng ta đi. Ngô Bình liền thuật lại tình hình, nghe tin công dụng của thuốc vô cùng tốt, Đường Minh Huy mắt sáng như đèn pha gieo lên, nói như vậy thì loại thuốc này vô cùng có tiềm năng phát triển. Đường Minh Huy suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, tử di, vụ đầu tư trị giá 3 tỷ tệ này sẽ tiến hành dưới danh nghĩa của con. Còn bên phía biệt thự Thái Khang, sau khi trừ đi cổ phiếu nhà họ đường, hai bố con chúng ta có 20% cổ phần, trị giá 4 tỷ tệ. Bó đã đem số cổ phần đó chuyển cho chắc Khang. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước ra, ông ta khoảng chừng hơn 40 tuổi, mặc một chiếc áo cộc tay hoa hoét, đầu chọc lóc, đi dép lê. Trường 138 cái giá này thực sự là quá cao. Ông ta vừa bước vào là tất cả mọi người đều đứng dậy, khách khí gọi ông ta là ông Tiết. Người này không ai khác chính là vua phỉ thúy Tiết Thái Hổ. Tiết Thái Hổ ha ha cười lớn, nói, đa tả các vị quan khách đã nể mặt tôi, tới tham gia đại hội cược đá lần này. Quy tắc cũ, mỗi người đặt cọc trước 500 triệu tệ. Sứt lời, có vài cô chân dài mặc áo sườn xám đi xuống phía dưới thu những tờ chi phiếu. Đường tử di cũng không ngoại lệ, cô viết một tờ chi phiếu 500 triệu tệ đưa cho mấy cô gái kia. Ngô Bình nhỏ tiếng hỏi, tiền đặt cọc này để làm gì thế? Đường tử di, vé vào cửu hào viện rẻ nhất là 500 triệu tệ, nếu muốn vào thì phải nộp tiền trước. Nếu chi phí vượt quá 500 triệu thì 500 triệu này coi như tiền thế chấp còn nếu chi phí không tới 500 triệu thì phần dư cũng sẽ không được hoàn lại nữa. Ngô Bình không khỏi kinh ngạc, quy tắc gì mà bá đạo vậy? Đường tử di, cũng không sao, dù gì chúng ta cũng định tiêu hết 2 tỷ. Trong hội trường có nhiều người hình như chưa chuẩn bị trước nên nhất thời không thể lấy ra được 500 triệu tệ, những người đó lập tức bị mời ra ngoài. Sau cùng, trong hội trường chỉ còn lại mười mấy người. Tiết Thái Hổ cười nói, các vị, không nhiều lời nữa, mời theo tôi tới cửu hào viện. Cửu hào viện là một cái sân rất lớn, những viên phỉ thúy đủ sắc màu được đặt trên những chiếc kệ được điêu khắc từ ngọc. Mỗi viên ngọc như vậy được đặt trong một cái đình nhỏ. Mỗi cái đình nhỏ như vậy chỉ đặt duy nhất một viên đá bên trong để thể hiện sự cao quý của viên đá đó. Ở bên ngoài đình còn có một biển hiệu, bên trên viết chủng loại ngọc và tên gọi của viên ngọc đó. Tiết Thái Hổ cười nói, các vị, nếu hôm nay các vị mua vật phẩm trị giá trên 1 tỷ tệ thì sẽ được giảm giá 5%. Nếu giá trị giao dịch trên 2 tỷ sẽ được giảm giá 10%. Ngô Bình quan sát xung quanh, anh phát hiện ở đây có tới vài trăm viên đá. Viên nhỏ nhất cũng nặng tới hơn 50 cân, còn những viên to thì tới cả tấn. Ngô Bình nhìn xung quanh một lượt, viên đá rẻ nhất có giá 88 triệu tệ, đắt nhất là 1 tỷ 898 triệu. Bởi vì ngân sách có hạn, anh sợ mình sẽ nhìn chúng quá nhiều viên đá nên anh quyết định sẽ bắt đầu nhìn từ những viên có giá trên 300 triệu. Trong tất cả những khối đá thô có tất cả 8 khối đá đắt nhất, được gọi là Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Hoàng nhắc tới Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng. Còn Ngũ Đế là nhắc tới Xích Đế, Thanh Đế, Hoàng Đế, Hắc Đế, Bạch Đế. Khối đá đầu tiên mà Ngô Bình dùng mắt thần để nhìn là khối Thiên Hoàng. Giá của khối đá này là 898 triệu khối đá này cao khoảng 3 mét, rộng khoảng 2 mét, trọng lượng hơn 7 tấn. Ở trên đỉnh khối đá có một cái lỗ nhỏ chỉ to cỡ nắm đấm. Nhìn qua cái lỗ đó sẽ thấy bên trong có màu xanh lục, hơn nữa đó là màu xanh của loại ngọc đế vương, thủy tinh trùng. Ngọc đế vương là loại ngọc phỉ thúy quý giá nhất, tên gọi khác của nó là ngọc tổ mẫu, vô cùng hiếm gặp. Cho dù là ngọc đế vương băng trùng thì giá cũng không hề rẻ. Đường Minh Huy nhìn khối đá này, nói, nghe nói, Khối đá này được phát hiện từ thời nhà Thanh. Thời đó nó đã làm chấn động dư luận, nhưng nó chưa từng được bán ra. Ngô Bình, cái giá này thực sự là quá cao. Đường Tử Di hỏi, anh, anh cảm thấy khối đá này thế nào? Chương 139 là Ngọc Đế Vương Thủy Tinh trùng. Ngô Bình nhỏ tiếng hỏi, Ngọc Đế Vương trùng thủy tinh hiện trên thị trường có giá bao nhiêu? Đường Tử Di, trùng thủy tinh rất hiếm gặp, ngọc đế vương của trùng này thì lại càng hiếm hơn nữa. Vì lẽ đó, một cara cũng có giá 100.000 tệ. Còn nếu là cả khối ngọc lớn thì phải đấu giá, giá cả không thể nói trước được. Ngô Bình, vậy có nghĩa viên ngọc càng to thì càng có giá đúng không? Cũng có thể nói như vậy, Đường Tử Di nói tiếp, một cặp vòng tay ngọc đế vương trùng thủy tinh có giá lên tới hàng chục triệu tệ. Ngô Bình trong bụng âm thầm tính toán, ngọc bên trong tảng đá thiên hoàng này là hai viên phỉ thúy đế vương thuần thủy tinh chủng. Viên ngọc thứ nhất nặng chừng 5 cân có giá khoảng 5-600 triệu. Khối ngọc thứ hai nằm ở phần dưới khối đá, có thể tích rất lớn, trọng lượng khoảng 60 cân, giá thị trường không dưới 6 tỷ tệ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng là một khối nguyên thạch quá chất lượng, có điều giá quá cao. Nếu mua khối đá này thì ngân sách hơn 2 tỷ của họ cũng không còn bao nhiêu. Ngô Bình còn đang quan sát mấy khối đá kia thì Kim Vĩnh Lợi đi tới, anh ta cười lạnh, nói, danh con, không phải mày muốn mua khối thiên hoàng này đấy chứ? Ngô Bình khẽ cao mày đáp, thì liên quan gì đến anh? Kim Vĩnh Lợi cười hi hi đáp, khối đá này có tuổi đời mấy trăm năm, trong mấy trăm năm đó không ai dám mua nó. Nếu mày dám mua thì tao cũng xin bái phục. Kim Vĩnh Lợi hiểu quá rõ những khối đá quá lớn như thế này thì tỷ lệ lãi được là rất thấp. Nếu có lãi nhiều như vậy thì vua Phỉ Thúy sớm đã giải thạch mang ngọc đi bán lâu rồi, còn đợi đến tận hôm nay chắc ngô bình thản nhiên đáp sự bái phục của anh cũng chẳng đáng tiền có điều tôi có thể cho anh mở rộng tầm mắt nói rồi ngô bình cao giọng nói chúng tôi muốn mua khối thiên hoàng này câu nói của ngô bình khiến cả hội trường chấn động vua phỉ thúy nhanh chóng bước về phía đó cười nói người anh em cậu muốn mua khối đá này sao ngô bình đáp ông tiết tôi không chỉ muốn mua mà còn muốn giải thạch tại chỗ vậy có được không Tiết Thái Hổ mắt sáng lên, đáp được quá đi chứ. Nào, chuẩn bị dụng cụ giải thạch đi. Đường tử di không chút do dự, lập tức chuyển khoản toàn bộ số tiền 1 tỷ 498 triệu tệ cho Tiết Thái Hổ. Từ giờ phút này trở đi, khối đá này đã thuộc về bọn họ. Có điều đường tử di cũng không hiểu tại sao Ngô Bình lại muốn giải thạch ngay tại chỗ. Không phải ban đầu anh nói không muốn giải thạch ở đây hay sao? Ngô Bình dùng bút đánh dấu, vẽ một đường tròn ở phần trên khối đá, nói, giải thạch theo đường này. Ở đó có dụng cụ giải thạch chuyên nghiệp, tiếng cưa máy vang lên. Chỉ sau hơn 10 phút, một phần đá bên trên đã rơi ra. Khi phần đá nặng gần 2 tấn này rơi xuống, đám đông nhìn thấy một đốm nhỏ màu xanh ngọc. Có người kinh ngạc hô lên, là ngọc đế vương thủy tinh trùng. Bởi khối đá đã được khoét ở trên nên soi đèn vào trong là có thể nhìn thấy tình hình bên trong miếng ngọc phỉ thúy bên trong này nặng khoảng 5 cân. Còn khối ngọc lớn hơn ở bên dưới lại là màu xanh hạt đậu, nhìn không hề có sắc lục của phỉ thúy hiếm. Kim Vĩnh Lợi ha ha cười lớn, nói, khối đá này không tệ, ít ra cũng đáng giá 500 triệu tệ. Có điều phần còn lại, cùng lắm chỉ đáng giá 1 triệu tệ. Tiền mua khối đá là gần 2 tỷ tệ, vậy là mày khiến nhà họ đường lỗ khoảng 1 tỷ tư. Nhìn thấy một nửa già khối đá không có ngọc, đường minh huy mặt trắng bệch, ông ta nhìn sang Ngô Bình thì thấy vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như không, không hề có vẻ gì là lo lắng. Trường 140 giá bán khối đá này là 856 triệu tệ. Đường tử di cũng không khỏi bồn chồn, dù gì cũng là khối đá trị giá gần 2 tỷ tệ, nếu trong nháy mắt lỗ mất hơn 1 tỷ thì đến cô cũng không còn cách nào chống đỡ được. Nhưng việc đã đến nước này thì bọn họ chỉ còn cách tin tưởng Ngô Bình. Ngô Bình chỉ vào phần trên khối đá, nói tôi muốn bán viên ngọc phỉ thúy đế vương thủy tinh chủng này, giá không mặc cả, 600 triệu tệ. Trong đám đông bên dưới có không ít người chuyên kinh doanh đá quý, bọn họ đang cần loại ngọc cao cấp này. Khối ngọc 5 6 cân đủ để họ chế tác một lô trang sức cao cấp. Một người đàn ông trung niên đứng ra, cười nói, tôi đồng ý trả 550 triệu tệ. Ông ta còn chưa dứt lời thì đã có một người đàn bà trung niên mập mạp cướp lời, 600 triệu tệ tôi mua, nói rồi, bà ta đưa ra một tờ chi phiếu. Người đàn ông trung niên ban nãy giận dữ, gắt lên, "Này bà kia, bà không biết quy luật trước sau hay sao? Tôi báo giá ban đầu là 550 triệu tệ nhưng không có nghĩa tôi sẽ không tăng giá nữa." Người đàn bà kia đáp, "Đều là người trong ngành, khối ngọc này nếu đem chế tác thành trang sức thì giá trị phải lên tới hơn 1 tỷ rưỡi. Mỗi món trang sức làm ra từ khối ngọc này đều có thể coi là báu vật." Ngô Bình cười nói, bà chủ quả là người hào sảng, khối ngọc này chúng tôi nhượng lại cho bà. Sau khi hai bên mua bán xong xuôi, Kim Vĩnh Lợi tiếp tục cười lạnh, nói, bỏ ra hơn một tỷ tư rồi thu lại từng đó. Tử Di, vị cao nhân cược đá này của em xem ra trình độ cũng chẳng ra làm sao. Ngô Bình thấy tên Kim Vĩnh Lợi này phiền muốn chết, anh kéo đường Tử Di ra một bên, nói có thêm 600 triệu này, chúng ta mua được thêm một khối đá lớn nữa. Đường tử di vội vã hỏi lại, anh à, chúng ta không lỗ đấy chứ. Ngô Bình mỉm cười, thì thầm, phần dưới khối đá đó, đảm bảo đáng giá 5 tỷ tệ. Đường tử di trợn tròn mắt, 5 tỷ tệ, cô hít sâu một hơi, hỏi lại, anh chắc chắn chứ. Ngô Bình gật đầu đáp, cho nên, phần dưới không thể giải thạch ở đây. Đi thôi, sang chỗ khác xem xem. Rất nhanh sau đó, Ngô Bình đã chú ý đến khối đá thanh đế trong tam hoàng ngũ đế giá bán khối đá này là 856 triệu tệ. Sau khi nhìn kỹ khối đá này, anh phát hiện bên trong có một miếng ngọc đế vương băng trùng. Loại này mặc dù giá không cao như thủy tinh trùng nhưng mỗi cara cũng có giá từ 30.000 tệ. Khối đá thanh đế này nặng khoảng 3 tấn còn khối ngọc bên trong nặng khoảng 60 cân, giá trị sấp xỉ khoảng 2 tỷ tệ. Ngô Bình không hề do dự, mua ngay khối đá này, sau khi được giảm giá 10% thì tổng giá của hai khối đá họ mua còn 2 tỷ 478 triệu 600 nghìn tệ, mà số tiền còn lại Ngô Bình có thể sử dụng là khoảng hơn 120 triệu tệ. Số tiền còn lại này mặc dù không mua được những khối nguyên thạch thượng hạng nhưng cũng có thể tìm được kha khá khối đá không tồi. Cho nên không lâu sau, Ngô Bình đã phát hiện ra một khối đá có giá niêm yết là 130 triệu tệ. Khối đá này nặng khoảng 5 tạ, bên trong có một khối ngọc màu tím băng trùng thượng hạng. Ngô Bình hỏi han một chút thì được biết loại ngọc này mỗi cara có giá khoảng 20.000 tệ. Mà khối ngọc bên trong nặng khoảng một tạ, vậy thì tổng giá trị lên tới trên dưới 2 tỷ tệ. Sau khi mua thêm khối đá này, trong tay Ngô Bình chỉ còn lại vài triệu tệ. Với số tiền này thì anh không thể mua được thêm khối đá nào nữa. Bên phía Kim Vĩnh Lợi cũng đã chọn được vài khối đá. Ngô Bình trong lúc rảnh rỗi đã liếc mắt nhìn thử thì phát hiện hai vị cao nhân mà anh ta mời tới hóa ra cũng khá được việc mấy khối đá họ chọn ít ra cũng không bị lỗ, có hai khối thậm chí còn lãi được một ít. chương 141 ngoài ý muốn. Sau khi mua đá xong, tại đó có một dàn xe chuyên dụng vận chuyển đá ra sân bay cho khách. Vua Phỉ Thúy đã đầu tư hẳn đội xe chuyên dụng để đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Đường Minh Huy sợ đêm dài lắm mộng nên vừa lấy được đá là lập tức rời khỏi đó cùng đoàn xe, đích thân đưa những khối đá này về Vân Kinh. Đường Tử Di và Ngô Bình ngược lại không hề vội vã. Sau khi ra khỏi cửu hào viện, Ngô Bình còn tự chọn cho mình vài khối đá, tổng trị giá 21 triệu tệ. Trên người anh chỉ có hơn 20 triệu tệ, như vậy là mua đá xong đã gần hết tiền. Có điều, những khối đá mà anh chọn có giá trị không dưới 60 triệu tệ, vậy là anh cũng kiếm được món hời. Sau khi mua xong, cương tử mới lái xe đưa mọi người rời khỏi đó đoàn xe mới đi được chưa tới 10 cây số thì đường tử di nhận được cuộc gọi của đường Minh Huy. Trong điện thoại, giọng đường Minh Huy như sắp khóc đến nơi, tử di, xong đời rồi, chúng ta xong đời rồi. Đá của chúng ta bị cướp rồi. Đường tử di kinh ngạc, bố, bố không sao chứ. Đường Minh Huy đáp, bố không sao, bọn chúng vừa xuất hiện là bố nhảy khỏi xe chạy trốn. Đoàn vận chuyển bị giết quá nửa, những người còn lại cũng chạy trốn rồi. Đường Tử Di vội vã nói: "Bố, bố tìm nơi an toàn để ẩn nấp đã, bọn con lập tức tới ngay." Nội dung cuộc trò chuyện, Ngô Bình đã nghe rõ mười mươi. Đôi mắt anh sắc lạnh, quay sang hỏi Đường Tử Di: "Bị cướp sao?" Đường Tử Di vẻ mặt vô cùng lo lắng đáp: "Không biết bố em có sao không nữa." "Ngô Bình, bảo ông ấy gửi định vị đi, cương tử, lái xe nhanh hơn đi." Đường Tử Di nhìn định vị mà Đường Minh Huy vừa gửi, Bọn họ đang cách nhau cỡ 10 km. Cương Tử đạp chân ga, vận tốc chiếc xe tăng lên hơn 100 km/h. Ngô Bình nói tiếp, gọi điện cho Tiết Thái Hổ, đoàn hộ tống là của ông ta. Việc này ông ta buộc phải chịu trách nhiệm. Đường Tử Di gật đầu, cô gọi điện cho vua Phỉ Thúy nhưng không ai nhấc máy, tổng đài liên tục thông báo máy bận. Không ai nhấc máy, cô cho mày, tâm trạng vô cùng sầu não. Ngô Bình cũng nhíu mày đáp, Tử Di có lẽ nào vua phỉ thúy này muốn nuốt mất lô hàng trị giá hơn 2 tỷ này của chúng ta? Không thể nào, như vậy thì khác gì tự lấy đá đập biển hiệu của mình, đường tử di lắc đầu. Ngô Bình nhìn cô đáp, vậy nếu lão muốn giết chúng ta rồi giàn dựng như một vụ tai nạn ngoài ý muốn thì sao? Đường tử di ngẩn người ra, ngoài ý muốn. Ngô Bình thở dài đáp, mong là do tôi suy nghĩ vẩn vơ thôi, cô gọi điện cho bố tiếp đi. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Ngô Bình đáp, "Chú à, chú tìm nơi ẩn nấp trước đi đã. Trước khi bọn cháu đến nơi, tuyệt đối không được liên hệ với bất cứ ai, càng không được báo cảnh sát." Ngô Bình hiểu rõ với quyền lực của vua Phỉ Thúy thì đội tuần tra và cảnh sát khu vực đều bị ông ta nắm trong lòng bàn tay. Vậy nên báo cảnh sát không có ý nghĩa gì, thậm chí càng nguy hiểm vì sẽ lộ vị trí. Chương 142 đó là chuyện đương nhiên. Lúc này Tiết Thái Hổ đang tiếp một vị khách trong phòng đọc sách. Đó là một người thanh niên chừng 28, 29 tuổi. Người đó mặc âu phục, tóc tai trải chút bóng mượt nếp nào ra nếp đó. Người thanh niên cười hỏi, ông Tiết, là điện thoại của đường tử di sao? Tiết Thái Hổ gật đầu đáp, bọn chúng tách nhau ra rời khỏi đây, cho nên tôi bảo đám tay sai cố tình thả đường Minh Huy đi. Đợi khi bọn chúng họp lại với nhau chúng tôi sẽ trừ khử toàn bộ. Tiết Thái Hổ rút ra điếu xì gà, nói tiếp, đoạn đường núi đó vô cùng hiểm trở, bên dưới là vực sâu không thấy đáy, phía dưới lại còn là một dòng sông lớn. Nếu ở đó mà xảy ra tai nạn xe thì đến xương cốt cũng chẳng tìm thấy. Người thanh niên kia cười đáp, ông Tiết vất vả rồi. Theo đúng hẹn, lô hàng hơn 2 tỷ tệ đó thuộc về ông. Hơn nữa, nhà họ đường chúng tôi sẽ mở họp báo nói rằng mấy người đường Minh Huy gặp tai nạn xe, hoàn toàn không liên quan gì đến ông Tiết cả. Tiết Thái Hổ nhìn người thanh niên kia, đáp, đường minh tín, thủ đoạn của cậu đúng là khiến người ta bái phục, đến người nhà mình cũng sẵn sàng xuống tay. Quá bá đạo, quá thâm hiểm. Đường minh tín thản nhiên đáp, cũng chẳng còn cách nào, dã tâm của đường minh huy quá lớn, làm được vài vụ làm ăn lớn xong đến ông cụ nhà tôi cũng bắt đầu coi trọng ông ta. Mẹ và anh trai tôi vì việc đó mà vô cùng phiền não, tôi chỉ đành nghĩ cách xử lý hai bố con nhà đó. Tiết Thái Hổ, tôi không có hứng sen vào chuyện của nhà họ Đường. Có điều sau khi việc thành, tôi không muốn xuất hiện bất cứ tin đồn bất lợi nào liên quan đến mình. Đường Minh Tín đáp, ông Tiết cứ yên tâm, tôi sẽ giải quyết chu toàn mọi việc, tôi đã nghĩ tới mọi khả năng rồi. Chắc chắn sẽ không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra. Tiết Thái Hổ gật đầu đáp, làm những việc như thế này rất nguy hiểm, nếu có sơ sót gì thì tôi sẽ mất hết uy tín. Cho nên lần này tôi đã phái hai cao thủ đi rồi. Tuy nhiên, tiền thuê cao thủ sẽ do nhà họ đường chi trả. Đường Minh Tín cười đáp, đó là chuyện đương nhiên. Trên đường, cương tử đang phóng như bay, nhưng đến đoạn đường hiểm trở thì không thể không giảm tốc độ. Đoạn đường núi này có 18 khúc quanh, bên dưới là vực sâu hun hút. Dưới vực thẳng còn có một dòng sông lớn, ở đoạn đường như vậy thì làm gì có ai dám phóng nhanh. Họ đi 20 phút mới tới gần chỗ đường Minh Huy cương tử dừng xe lại bên phải là vực sâu bên trái là núi cao hiểm trở ngô bình xuống xe anh ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện đường minh huy đang trốn trong một bụi cây cách đó chừng mười mấy mét ông ấy đang run lên bần bật đường minh huy mắt dán chặt vào con đường dưới núi thấy mấy người ngô bình tới thì vội vã chạy xuống dưới vừa chạy vừa hô lên mau khởi động xe đi mau thế nhưng ông ấy mới chạy được một đoạn thì một chiếc xe việt giã từ đằng sau phóng vọt lên chặn đường lui phía sau. Chỉ vài giây sau, phía trước lại xuất hiện thêm một chiếc xe giống vậy, chặn luôn cả đường phía trước. Trên mỗi chiếc xe đó có 6 người đi xuống, trong tay đám người đó là hai cây súng ngắn, bốn khẩu súng cầm tay cỡ nhỏ hơn, những người còn lại thì tay lăm lăm dao dựa. Đường Minh Huy thất kinh, đứng im không dám động đậy, vẻ mặt vô cùng khó coi, trong bụng thầm nhủ lần này xong đời. Trong hai đoàn người đó, có một người đàn ông trung niên bước ra cánh tay phải của ông ta tím bầm lại, tay không có móng, vừa nhìn là biết luyện một loại độc trưởng gì đó. Ngô Bình liếc mắt nhìn là biết đây không phải cao thủ hạng xoang. Người đàn ông trung niên đi tới cách Ngô Bình 2 mét, lạnh lùng nói, các vị, vô cùng xin lỗi, tôi được lệnh tiến các vị lên đường. chương 143 hàng của chúng ta đâu? Ngô Bình cũng lạnh lùng đáp, tiết thái hổ làm như thế này khác nào tự đập biển hiệu của chính mình. Người đàn ông trung niên cao mày đáp, nhóc con cậu cũng thông minh đấy, nhưng cũng không có tác dụng gì, bởi vì cậu sắp chết đến nơi rồi. Ngô Bình, vậy sao? Mấy tên đầu đá như các người mà đòi giết tôi sao? Người đàn ông trung niên cười lạnh đáp, có lẽ cậu chưa được nghe danh độc thủ Phạm Cương. Muốn giết cậu, tôi chỉ cần một trường. Ngô Bình khẽ thở dài, nói, hồng lăng, xuất chiêu đi. Một cái bóng màu đỏ vụt qua, những người đứng đó đều cảm thấy hoa mày chóng mặt. Chỉ nghe một tiếng tang, cả sáu khẩu súng đều rơi xuống đất. Đương nhiên, còn cả sáu cái tay cầm súng cũng bị chặt đứt, rơi đầy trên mặt đất. Á! À, 6 sáu kẻ kia ôm lấy tay kêu thảm thiết. Gã đàn ông trung niên ban nãy cũng thất kinh, giống lên một tiếng rồi lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình cười lạnh, tung một trưởng ngũ long thánh quyền. Nắm đấm đang lao tới của gã độc thủ bị gạt sang một bên, một trưởng của ngô bình đánh trúng lồng ngực gã xác xác một trưởng đó thôi đủ làm dập nát nội tạng gã đàn ông kêu lên thảm thiết bay xuống dưới vực sâu thăm thẳm trong lúc ngô bình ra tay đằng sau còn có một cao thủ khác định đánh lén anh nhưng hắn vừa cử động thì lồng ngực đã bị một nhát kiếm đâm xuyên gã cao thủ cúi thấp đầu nhìn xuống như thể định nói gì đó nhưng chưa kịp trăng chối thì đã bị hồng lăng đạp xuống vực sâu ngô bình nhìn quanh hơn chục tên côn đồ nằm la liệt trên mặt đất, toàn bộ đã tắt thở. Bọn chúng đều bị một nhát kiếm đâm xuyên học, máu chảy thành vũng. Cảnh tượng trông chẳng khác nào một trận chiến đẫm máu, vô cùng thảm khốc. Giết mười mấy người nhưng hồng lăng chẳng mảy may hoảng hốt, gương mặt của cô cũng chẳng dính chút máu nào. Ngô Bình nhìn cương tử gật đầu, cương tử không nói một lời, lập tức đá hết đám thi thể kia xuống vực sâu. Sau đó dùng thùng nước mang theo trên xe ô tô gột rửa qua hiện trường đường tử di mặt trắng bệch, run rẩy nói, nhiều người chết như vậy ư. Đường Minh Huy cũng lồm cồm bò xuống núi, hụt hơi thều thào, Ngô Bình, giờ chúng ta làm thế nào đây? Ngô Bình hỏi lại, hàng của chúng ta đâu? Đường Minh Huy chỉ về phía trước, ở cách đây không xa, xem ra bọn chúng chỉ dàn cảnh cướp, còn mục đích là cố tình lừa mọi người đến đây. Ngô Bình bảo cương tử lái xe về phía trước, đi thêm gần 100 mét đã nhìn thấy một chiếc xe tải, trên xe không có người ngô bình bảo cương tử lái chiếc xe tải kia còn mấy người bọn họ thì lái xe con theo sau chiếc xe tải nổ máy đường tử di than thở chuyện này chắc chắn có liên quan đến tiết thái hổ chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không chắc chắn ông ta sẽ truy sát chúng ta ông ta chắc chắn không cho phép chúng ta sống sót rời khỏi đây đường minh huy cười khổ đây là địa bàn của tiết thái hổ cùng lắm chỉ nửa giờ đồng hồ Ông ta sẽ tìm ra và chặn đường chúng ta. Thậm chí dù chúng ta có ra khỏi địa bàn của ông ta, ông ta cũng sẽ phái người đuổi cùng giết tận. Kít. Chương 144 không thành vấn đề. Ngô Bình đột nhiên đạp phanh gấp khiến mọi người sợ hết hồn. Đường Tử Di vội vã hỏi, "Anh, sao anh lại dừng xe?" Ngô Bình thản nhiên nói, "Vừa nãy chú Đường nói rằng Tiết Thái Hổ sẽ không chịu dừng lại sao?" Đường Minh Huy gật đầu gã đã làm ra chuyện như thế thì sao có thể để chúng ta sống được. Gã chắc chắn sẽ giết tất cả chúng ta bằng mọi giá, chỉ có như vậy gã mới che giấu được sự thật mãi mãi. Ngô Bình hừ lạnh, nói tử di, mọi người tiếp tục đến xây bay đi, để chú đường đưa đá thô đi trước, cô và cương tử ở tạm một khách sạn nào đó, khi nào tôi tới thì chúng ta sẽ tụ họp. Đường tử di sững sờ, anh không đi cùng sao. Ngô Bình nói, nếu gã nhất quyết không chịu dừng thì tôi sẽ đi gặp gã. Sau đó anh hỏi Hồng Lăng, em thấy sao? Hồng Lăng lạnh nhạt nói, nếu gã dám hại anh Bình thì Hồng Lăng nhất định sẽ chém chết gã. Ngô Bình mỉm cười, đúng vậy, chém chết gã. Đường Tử Di kinh ngạc, anh định quay lại gặp Tiết Thái Hổ sao? Không được, quá nguy hiểm, bên cạnh gã có rất nhiều cao thủ, thậm chí có thể có cả tông sư cảnh giới thần. Ngô Bình lạnh nhạt nói, đây chính là cách tốt nhất, tôi nhất định phải đi. Cô không cần phải lo lắng nói xong anh liền xuống xe với Hồng Lăng rồi đi về hướng ngược lại. Dù đường tử di có hét thế nào anh cũng không quay đầu. Nhìn Ngô Bình đi xa dần, đường tử di sốt ruột tới nỗi rậm chân, vành mắt đỏ hồng, phải làm thế nào bây giờ? Đường Minh Huy lại vô cùng bình tĩnh, tử di, Ngô Bình không phải người bình thường. Nếu cậu ấy đã quyết định như vậy thì hẳn cậu ấy đã nắm chắc. Bây giờ chúng ta hãy nghe lời cậu ấy, tiếp tục đi về phía trước. Ngô Bình và Hồng Lăng chẳng mấy chốc đã quay lại vị trí hai chiếc xe Việt giã, họ lên một chiếc xe rồi quay về theo đường cũ. Cùng lúc đó, Tiết Thái Hổ vẫn đang đợi tin tức. Gã đợi khoảng 20 phút rồi gọi cho độc thủ Phạm Minh, điện thoại báo người nhận không liên lạc được. Gã không khỏi nhíu mày, lúc này mà sao lại tắt máy. Gã lại gọi cho người khác, vẫn không thể kết nối được. Tiết Thái Hổ thấy lòng mình trùng xuống, gã đứng bật dậy quát lớn, chuẩn bị xe mời ông quan ngay đường minh tín vội hỏi có chuyện gì vậy thưa ông tiết tiết thái hổ liền trợn mắt lên xảy ra chuyện rồi đi theo tôi ngay ở bãi đỗ xe tiết thái hổ ngồi vào chiếc xe chuyên chống đạn có giá lên tới hàng trăm triệu tệ của gã sau mấy phút có một người đàn ông trung niên cũng ngồi vào xe không đoán được tuổi tác của người đó người đó mặc bộ đường trang màu trắng đi giày vải để tóc dài mặt mày thanh thoát vóc dáng cao giáo. Người này vừa xuất hiện, Tiết Thái Hổ vội nói, ông quan, người của tôi hình như đã bị xử lý, trong số họ có hai vị cao thủ cảnh giới khí là độc thủ và thiết quyền. Ông quan lạnh nhạt nói, kẻ có thể giết chết họ ít nhất cũng phải phóng được chân khí, thậm chí là cao thủ đã luyện chân khí thành sức mạnh, ông tìm tôi là đúng. Tiết Thái Hổ thở dài, lần này tôi sơ suất quá, không ngờ đường Minh Huy lại có cao thủ như vậy. Tôi hối hận quá hối hận cũng vô dụng cho xe chạy đi ông quan nói xe được khởi động năm chiếc xe đi về phía đám người ngô bình rời đi lúc này xe của ngô bình cũng đang chạy về phía này hồng lăng ngồi ở ghế phó lái hồng lăng lát nữa nếu gặp phải cao thủ cảnh giới thần thì em có nắm chắc phần thắng không ngô bình hỏi kẻ nắm quyền ở địa phương như thiết thái hổ chắc chắn sẽ có tông sư cảnh giới thần dưới trướng anh phải đề phòng trước Hồng Lăng nói, nếu như đối phương chưa từng thấy em xuất kiếm thì em chắc chắn 80% có thể giết chết kẻ đó. Nếu đối phương đã từng nhìn thấy thì em chỉ chắc được 30%. Ngô Bình gật đầu, nếu như gặp phải tông sư cảnh giới thần thì anh sẽ dùng Niêm Hoa chỉ thu hút sự chú ý của hắn, em nhân lúc đó đánh lén nhé. Hồng Lăng gật đầu, không thành vấn đề. Chương 145 Con người chỉ sợ quá tham lam sau khi lái xe được 10 phút thì có một đội xe đi tới. Mắt Ngô Bình rất tinh, anh vừa nhìn đã thấy là người của Tiết Thái Hổ. Anh liền lái xe ra giữa đường để chặn đường. Đi đầu là một chiếc xe Việt giã cỡ lớn, thấy phía trước là xe của bên mình tài xế liền ấn còi, nhưng đối phương không phản hồi. Tài xế thấy không đúng liền bật đèn pha, từ từ giảm tốc. Cuối cùng đoàn xe dừng ở vị trí cách xe Ngô Bình 10 mét. Xe Tiết Thái Hổ ở vị trí thứ hai, gã nhìn ra trước rồi nhíu mày đó là xe của chúng ta có một người đi đến từ phía trước nói rất nhanh thưa ông tiết đó là xe của chúng ta nhưng bên trong không phải người của chúng ta tiết thái hổ liền hư lạnh kẻ này đúng là to gan đã tiêu diệt người của chúng ta rồi mà còn dám quay lại đây sau đó gã nhìn ông quan ông quan nhờ ông cả đấy có người mở cửa xe ra ông quan liền xuống xe ông ta đi về phía xe của Ngô Bình, khoảng cách 10 mét mà ông ta đi mấy bước là đến. Ngô Bình và Hồng Lăng cũng xuống xe, đôi bên nhìn nhau, lòng Ngô Bình liền trùng xuống. Quả nhiên anh đã đoán đúng, anh đã gặp phải một tông sư cảnh giới thần. May mà tông sư này hình như mới đột phá, chỉ có tu vi cảnh giới thần giai đoạn đầu, tu vi vẫn chưa ổn định. Ông quan lạnh lùng nhìn hai người, sau đó nói, nên xưng hô với hai người như thế nào đây? ngô bình nói tôi là ai không quan trọng ông chính là người dưới chướng tiết thái hổ đúng không ông quan mỉm cười dỗ chúng tôi chỉ có quan hệ làm ăn ông ta cho tôi lợi ích tôi giải quyết rắc rối cho ông ta chỉ đơn giản như vậy thôi ngô bình ông muốn thế nào ông quan lạnh nhạt nói tu vi của hai người không hề yếu để an toàn thì tôi phải phế tu vi của hai người sau đó để ông tiết xử lý hai người ngô bình cười lạnh ông làm được sao vừa dứt lời, hai tay anh liên tiếp búng ra, luồng gió từ mười ngón tay liền ập tới chỗ ông quan, mà ông ta còn chẳng hề động đậy. Luồng khí bao quanh ông ta khẽ rung lên, sau đó luồng gió của Ngô Bình liền tan biến. Ông ta lắc đầu, lạnh lùng nói, niêm hoa chỉ sao. Uy lực cũng được đấy, tiếc là không làm tôi bị thương được đâu. Nói xong ông ta liền phất tay vồ tới chỗ Ngô Bình, hai người cách tận 3 mét nhưng ông ta chỉ đưa tay đã với đến tận chỗ Ngô Bình cứ như khoảng cách giữa hai người không hề tồn tại. Ngô Bình gào lớn, anh tung chiêu đại uy thiên long vào người đối phương. Chiêu này của anh có uy lực vô cùng lớn, cho dù đối phương có là cao thủ cảnh giới thần cũng phải dồn toàn lực ứng phó. Ông Quan đổi vô thành trưởng ngăn chặn chiêu của Ngô Bình. Vào khoảnh khắc quyền và trưởng giao nhau, một luồng ánh kiếm nhanh hơn cả luồng điện vụt qua trước mặt ông Quan. ầm, uhm. Ngô Bình bị trưởng đánh bay, sắc mặt trắng bệnh. Ông quan đứng đó không nhúc nhích, nhưng sắc mặt cũng trắng bệch. Cổ của ông ta trúng nhát kiếm, nhát kiếm đó đã chém đứt xương cổ ông ta, vừa nhanh vừa tàn nhẫn vừa chuẩn. Chiêu kiếm nhanh quá, ông ta gần từng chữ, mà đây cũng là câu cuối cùng mà ông ta nói. Nói xong ông ta liền gục xuống, lúc này máu mới chảy ra. Tông sư cảnh giới thần có mạnh tới đâu cũng không chịu nổi nhát kiếm như vậy, ông quan đã chết ngay tại chỗ trước khi ông quan ngã xuống là ngô bình đã chui vào xe của tiết thái hổ như một bóng ma sắc mặt tiết thái hổ vẫn rất bình tĩnh gã nói anh bạn giỏi đấy ông quan là cao thủ cảnh giới thần mà cậu giết được trong chớp mắt tôi bội phục người bên ngoài xe không ai dám động bởi tiết thái hổ chưa hạ lệnh ngô bình nhìn gã chằm chằm tôi rất tò mò tại sao cho dù rất có thể danh tiếng sẽ bị hủy hoại mà ông vẫn mạo hiểm giết chúng tôi Tiết Thái Hổ thở dài, con người chỉ sợ quá tham lam. Sau đó gã chỉ đường minh tín, đây là đường minh tín, con trai út của dòng cả nhà họ đường, chính hắn đã liên lạc với tôi, nói chỉ cần tôi tiêu diệt bố con đường minh huy thì hơn 2 tỷ đá thô sẽ thuộc về tôi. Mà nhà họ đường sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng bố con đường minh huy rơi xuống vực chết, cả người và đá cực đều rơi xuống sông. Mặt đường minh tín trắng bệch, hắn run rẩy nói, ông tiết, sao ông? đồ khốn, đều tại mày. Tiết thái hổ gào to, người đâu, kéo ra, đánh chết hắn cho tao. Cửa xe mở ra, hai người đàn ông vạm vỡ kéo đường Minh Huy sợ mất mật ra rồi bắt đầu đấm đá. Đường Minh Tín từ nhỏ đã được chiều chuộng nên đâu thể chịu đựng được, liền kêu la thảm thiết. chương 146 nếu cậu có yêu cầu gì thì cứ nói ra. Sau khi đánh mấy phút, Ngô Bình lạnh nhạt nói, dừng anh nói với Hồng Lăng, em quay video lại đi. Hồng Lăng gật đầu, cô ấy lấy ra điện thoại mẫu mới mà Ngô Bình mua cho cô ấy rồi nhắm vào đường Minh Tín. Ngô Bình hỏi, đường Minh Tín, anh hãy nói rõ ràng dành mạch chuyện nhà anh hãm hại đường Minh Huy và đường Tử Di, không được để sót bất cứ điều gì. Đường Minh Tín biết bây giờ mình là thịt cá nằm trên thớt, thế nên nào dám nói dối. Hắn liền nói rõ việc họ đố kỵ với thành tích của đường Minh Huy như thế nào, và cả quá trình mẹ và anh trai hắn lên kế hoạch ra sao. Hắn nói xong, Ngô Bình liền nói, các người tiếp tục đi. Tiết Thái Hổ lập tức nói, đánh tiếp cho tôi, đánh mạnh vào. Một đám người liền tiếp tục đánh đấm đường minh tín. Sau đó Tiết Thái Hổ liền nói với vẻ mặt nịnh nọt, cậu bạn à, chuyện này là do tôi không đúng. Làm sai thì phải bị phạt, cậu nói gì tôi cũng nghe theo. Thế sao, Ngô Bình nhướng mày, tôi vốn định đánh chết ông cơ, ông có chịu không? Tiết Thái Hổ bật cười ha hả, đều tại tôi muốn giết các người trước, cậu muốn giết tôi thì tôi cũng chịu. Nhưng, gã nhìn Ngô Bình rồi nói, nhưng nhà họ Tiết đã đứng sừng sững ở biên Nam hơn trăm năm nay, nền tảng vững chắc, dù tôi có chết thì tôi còn có con, có cháu, còn vô số anh chị em nữa. Cái chết của tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhà họ Tiết. Hơn nữa nhà họ Tiết vẫn đứng vững không đổ là vì có người làm chỗ dựa cho nhà họ Tiết nếu tôi bị giết thì người đó nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu hãy tin tôi đi trước mặt người đó cậu còn chẳng có cơ hội để đánh trả ngô bình lạnh nhạt nói ông nói thế khiến tôi cũng thấy hơi sợ đấy tôi mà sợ thì dễ kích động lắm sắc mặt tiết thái hổ thay đổi gã vội nói cậu hãy tha mạng cho tôi tiết thái hổ này nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh ngô bình nói nói đi ông định báo đáp thế nào Tiết Thái Hổ cười nói, tôi sẽ trả lại tiền chuyến này cậu mua đá cược, thế nào? Chỉ vậy thôi sao, Ngô Bình cười lạnh. Tiết Thái Hổ trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu cậu có yêu cầu gì thì cứ nói ra. Anh lạnh nhạt nói, tôi sẽ sử dụng một loại thủ thuật lên người ông. Loại thủ thuật này sẽ khiến ông thấy sống không bằng chết mỗi đêm trăng tròn. Nếu ông không muốn đau đớn thì chỉ có thể đến tìm tôi. Đến lúc đó tôi có chịu giúp ông không thì phải xem tâm trạng của tôi thế nào đã. Sắc mặt Tiết Thái Hổ rất khó coi, nhưng gã không hề lo lắng. Gã quen biết rất nhiều cao nhân, thủ thuật nào mà không giải được. Thế là gã cắn răng, nói: "Được, cứ làm theo ý cậu đi." Ngô Bình liền lấy ra cây kim vàng rồi đâm liên tiếp 24 nhát, đồng thời còn điểm nhiều huyệt trên người gã. Tiết Thái Hổ không thấy gì đặc biệt, không đau cũng chẳng ngứa, gã chỉ thấy trong người mình xuất hiện một luồng khí lạnh. Lúc này đường Minh Tín ở bên ngoài đã bị đánh tới nỗi chỉ còn một hơi tàn. Ngô Bình không định cứu hắn, thế nên hắn bị đánh chết. Tên chết tiệt đó dù có chết cũng không đáng tiếc. Chương 147, sao cô đột nhiên hào phóng vậy? Tiết Thái Hổ hành sự rất quyết đoán, chưa đến 10 phút là 2.6 tỷ đã được gửi vào tài khoản của Ngô Bình. Ngô Bình thấy tin nhắn chuyển khoản, liền nói với Tiết Thái Hổ, cái xe của ông khá được đấy, tôi mượn dùng vài ngày không vấn đề gì chứ? khóe miệng tiết thái hổ co giật, bởi chiếc xe này được gã đặt làm riêng ở nước ngoài, trị giá 150 triệu tệ. Nhưng gã nào dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn xuống xe. Ngô Bình ngồi trên ghế lái, Hồng Lăng ngồi ở ghế phó lái. Anh dẫm ga, xe liền phóng đi, xe này có tính năng tăng tốc vô cùng tốt. Khi xe đã đi xa, sắc mặt tiết thái hổ vẫn vô cùng khó coi. Gã nhìn xác đường minh tín rồi lạnh lùng nói, vứt vào sông xe này dùng động cơ V12, bộ tăng áp động cơ 6.5, tăng tốc 100 km giờ chỉ trong 5 giây, động cơ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thân xe quá nặng nề, cảm giác khi lái xe không được mượt lắm, thế nên Ngô Bình cũng không thích mấy. Lúc này Hồng Lăng hỏi anh, anh Bình, sao anh không giết gã? Ngô Bình nói, giết người thì dễ, nhưng sau khi giết gã sẽ có cả một hệ lụy đằng sau khiến chúng ta bị cuốn vào, thế nên anh tạm thời tha cho gã hồng lăng nói anh đã dùng thủ thuật lên người gã sao ngô bình nói vào đêm trăng tròn gã sẽ phải nếm trải cảm giác xuống địa ngục sau đó phải khóc lóc gọi điện cho anh hồng lăng liền bật cười do gã đáng đời ngô bình hỏi rõ địa chỉ khách sạn rồi đi tụ họp với đường tử di khi gặp lại anh mới biết đường minh huy đã lên máy bay về vân kinh thấy ngô bình trở về an toàn đường tử di thở phào nhẹ nhõm Cô ấy đột nhiên ôm lấy Ngô Bình, mãi không buông ra. Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi không sao. Đường Tử Di ngẩng đầu nhìn anh, nói em lo sắp chết rồi đây này. Ngô Bình thuật lại sơ lược tình hình rồi nói, cô yên tâm, Tiết Thái Hổ sẽ không dám báo thù đâu. Phải rồi, 2.6 tỷ mà tôi nhận được chúng ta chia mỗi người một nửa. Đường Tử Di lắc đầu, không, đây là thứ anh tự giành lấy, tất cả đều thuộc về anh, em không cần đâu. Còn nữa, em sẽ chia cho anh một nửa lợi nhuận kiếm được từ lần cực ngọc này. Ngô Bình bật cười, sao cô đột nhiên hào phóng vậy? Đường tử di cắn môi, nói trước kia em nhỏ mọn lắm à? Ngô Bình ho khụ khụ, vội chuyển đề tài, chợ đen mà cô nói khi nào bắt đầu. Đường tử di nói, sau 9 giờ tối, vẫn còn sớm mà. Đã mệt mỏi cả một ngày rồi, chúng ta đi ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi đã đường tử di đặt hai phòng, cô ấy ở chung phòng với Hồng Lăng, còn anh ở chung với Cương Tử. Mấy người ăn cơm chưa xong thì Ngô Bình quay về phòng vận khí trị thương. Anh đã đấu với ông quan một trường, toàn thân bị chấn thương, cần phải xử lý kịp thời. May mà anh tinh thông y thuật, cắm vài cây kim châm cho mình rồi dùng chân khí đả thông kinh mạch là vết thương chẳng mấy chốc đã hồi phục. chương 148 cô định xử lý chuyện này như thế nào? Sau khi ngồi thiền xong, Ngô Bình phát hiện đã 4 giờ chiều. Cương Tử không ở đây, anh liền đi gõ cửa phòng Đường Tử Di. Cửa mở ra, Đường Tử Di mặc chiếc áo hai dây tơ lụa xuất hiện bên trong. Xương quai xanh của cô ấy vô cùng tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời. "Anh, anh nghỉ ngơi xong rồi à?" Cô ấy hỏi, nụ cười tươi như hoa. Ngô Bình nhìn xung quanh, hỏi, "Hồng Lăng đâu?" Hồng Lăng muốn ăn mấy món ngon nên bảo Cương Tử dẫn cô ấy đi ăn rồi. Đường Tử Di nói rồi nhường đường cho Ngô Bình vào. Ngô Bình ngồi xuống sofa, nói: "Chắc chú Đường giờ này đã đến Vân Kinh rồi đúng không?" Đường Tử Di ngồi bên cạnh Ngô Bình, đặt tay lên vai anh rồi cười nói: "Bố em đến lâu rồi. Em nói cho anh một tin tốt nhé, đá cược của chúng ta đã được xẻ ra hết, ước tính giá trị khoảng 10 tỷ tệ." Điều này Ngô Bình cũng đã đoán được, anh gật đầu rồi nói: "Cũng may không bị uổng công chuyến này." hai người ngồi rất gần mùi hương quanh quẩn bên chóp mũi khiến ngô bình không khỏi cúi đầu nhìn hành động này khiến anh nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp đồng thời đường tử di cũng dán người lên cánh tay anh thốt lên đầy quyến rũ anh ơi em có đẹp không ngô bình nuốt nước bọt vừa định nói đẹp thì cửa phòng đột nhiên bật mở đường tử di vội vàng tránh khỏi người anh nét mặt hoảng loạn hồng lăng và cương tử đã quay về hồng lăng cầm một đống đồ ăn cô ấy hỏi với giọng hưng phấn anh bình chị tử di hai người ăn chưa mấy cái này ngon lắm đường tử di vén tóc cười nói được cho chị nếm thử nào hai cô gái ngồi ăn cương tử thì đi tới nói cậu chủ bên ngoài có vài người của tiết thái hổ nói là được lệnh đến tiếp đãi chúng ta họ đã trả tiền khách sạn rồi còn đặt một bàn tiệc cho chúng ta ở một nhà hàng không xa ngô bình lạnh nhạt nói gã thích trả tiền thì cứ kệ lát nữa chúng ta sẽ đi nếm thử món ăn nổi tiếng của Biên Nam. Một lát sau, bốn người liền đến nhà hàng có tên Xuân Phong ở đối diện. Đây là quán ăn lâu năm nổi tiếng ở nơi đây, trước nhà hàng có một đống xe sang đỗ, đến đây ăn cơm cũng phải xếp hàng. Nhưng Tiết Thái Hổ đã đặt phòng cho họ rồi, hơn nữa còn là phòng cao cấp nhất. Khung cảnh bên trong khá được, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Ở phía không xa là một cái hồ lớn, nước xanh ngắt dập dành, mặt nước trong vắt được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ thành màu dáng chiều, trở thành một khung cảnh kỳ bí. Lúc này Ngô Bình đang cho đường tử di xem video anh quay đường minh tín. Xem xong đường tử di cười lạnh, đánh hay lắm. Tên đường minh tín này hại bố em rất nhiều, chính hắn đã bày ra ý tưởng bảo em cưới kim vĩnh lợi, tên này lòng giả vô cùng xấu xa. Ngô Bình nói, xem ra tình hình nhà họ đường các người rất phức tạp. Cô định xử lý chuyện này như thế nào? Đường Tử Di cười lạnh, không cần phải xử lý, Đường Minh Tín bị Tiết Thái Hổ đánh chết, đám người đó có ngon thì đến tìm Tiết Thái Hổ mà báo thù. Ngô Bình cũng hỏi luôn về tình hình nhà họ Đường, Đường Tử Di cũng trả lời đúng sự thật. Thì ra nhà họ Đường là một trong bốn gia tộc lớn nhất ở Vân Kinh, tài sản hơn 200 tỷ tệ, gia chủ có đến ba người vợ là vợ cả, vợ hai và vợ ba. Chương 149 gã có bằng lòng cho anh mượn không? Đường Minh Huy là con của bà hai. Không có địa vị gì nên cho dù đã nỗ lực từ nhỏ cũng vẫn không được công nhận, thế nên sau này liền sống buông thả, chỉ sống cho qua ngày đoạn tháng. Người có quyền lực nhất chính là bà cả Dương Trân Châu, nhà họ Dương sau lưng bà ta là gia tộc lớn có nền tảng vững chắc của Vân Kinh, năm đó nhà họ Đường có thể bật lên cũng là nhờ có sự trợ giúp của nhà họ Dương. Vì thế Dương Trân Châu có địa vị cực cao ở nhà họ Đường, ông nội của Đường Tử Di là Đường Vân Lĩnh cũng vô cùng nghe lời bà ta. Dương Trân Châu sinh được hai trai một gái. Họ cùng với em trai và đám cháu trai của bà ta nắm giữ sản nghiệp trọng tâm của nhà họ đường, là những người quản lý cấp cao thực sự trong nhà họ đường. Còn bà ba chỉ sinh được một cô con gái, hơn nữa còn lấy chồng xa, thế nên chẳng có cảm giác tồn tại mấy. Đường Tử Di nói rằng nhà họ đường bây giờ gần như đã bị đám khác họ nhà họ Dương khống chế rồi, họ đã đẻ ép đường Minh Huy khiến ông ấy không thể ngóc đầu lên được. Nghe vậy, Ngô Bình cuối cùng cũng hiểu tại sao đường Minh Huy phải tự đứng ra lập thế lực của riêng mình. Anh nói, bây giờ chú đường cũng đã có khối tài sản lên đến hàng chục tỷ, sau này không cần phải nhìn sắc mặt của bất cứ người nào nữa. Đường tử di cười, đều là nhờ công lao của anh. Em và bố em có ý là chúng ta hãy hợp tác với Trác Khang để hoàn thành dự án Vịnh Bạch Long. Ngô Bình suy nghĩ, bây giờ anh đang có hơn 2.6 tỷ tệ, cộng thêm 5 tỷ chưa được chia nữa thì anh có 7.6 tỷ, mà dự án Vịnh Bạch Long cần được đầu tư khoảng 40 tỷ, anh cũng có thể đầu tư một khoản tiền vào đó. Anh liền hỏi, chắc Khang đầu tư bao nhiêu? Chắc Khang ít nhất cũng đầu tư 15 tỷ, còn 25 tỷ đang thiếu nữa. May là lần này kiếm được, em và bố có thể đầu tư 15 tỷ, đường tử di nói. Ngô Bình nói, thế nên còn thiếu 10 tỷ nữa. Anh suy nghĩ một hồi rồi nói, giờ tôi đang có 7.6 tỷ, còn thiếu 2.4 tỷ nữa tôi sẽ mượn tiền tiết thái hổ để cho đủ 10 tỷ. Đường tử di sững sờ, anh mượn tiền của tiết thái hổ sao? Vẻ mặt ngô bình rất bình thản, tôi không mượn không, lãi mỗi năm là một phần trăm, khi nào dự án Vịnh Bạch Long hoàn thành tôi sẽ trả cho gã. Đường tử di tò mò nhìn anh, gã có bằng lòng cho anh mượn không? Ngô Bình cười lạnh, gã không chỉ cho mượn mà còn phải quỳ xuống cầu xin tôi mượn nữa kia. Sau đó anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là 14 âm lịch, ngày mai chính là đêm trăng tròn. Chúng ta đợi thêm một ngày nữa, ngày kia sẽ đi. Món ăn trong nhà hàng Xuân Phong khá ngon, Hồng Lăng ăn tới nỗi miệng đầy dầu, không ngừng khen ngợi. Ăn cơm xong, đường tử di dẫn Hồng Lăng đi mua áo quần giày dép. So với lần Ngô Bình đi mua đồ lần trước, cô ấy hào phóng hơn nhiều, tiêu hơn một triệu tệ. Lúc mua đồ xong thì cũng đã 8 giờ hơn, Ngô Bình Bảo Cương Tử lái chiếc xe chống đạn của Tiết Thái Hổ đưa mọi người đến chợ đen. Chợ đen hoạt động bất hợp pháp, ở đó có tất cả mọi thứ, như tranh chữ cổ, súng đạn, những thứ đồ quý hiếm, cổ vật lâu năm hay linh dược tà vật đều có cả, còn độ thật giả thì phải tùy vào ánh mắt đánh giá của người mua đồ. Trường 150-100 tệ một đồng tiền, không mặc cả. Cổng vào chợ đen là cánh cổng một công xưởng cũ nát. Ở cổng có một người đang bán vé, một nghìn tệ một vé. Ngô Bình mua bốn vé, sau đó bốn người đi vào. Qua cánh cổng công xưởng, họ nhìn thấy một dãy những gian xưởng đã cũ nát sập sệ, diện tích rất lớn, bên trong thắp sáng bằng đèn sợi đốt. Khi họ đi đến gian đầu tiên, Ngô Bình phát hiện bên trong bầy đầy những cái bàn cao thấp khác nhau, bên trên bàn bầy đầy đồ, cái gì cũng có. Có người trải một tấm vải ni lông dưới đất rồi bày đồ mình muốn bán lên. Những người bán đều đeo khẩu trang, không để lộ khuôn mặt thật giao dịch cũng đa số dùng chuyển khoản, thuận tiện nhanh gọn. Ngô Bình vừa đi vừa xem, đối với những thứ biết thì anh chỉ nhìn lướt qua, anh đi từ đầu này sang đầu kia, đi ba vòng mới hết được gian xưởng này. Sau khi đi qua mười mấy cái sạp, anh dừng lại. Ở phía không xa có một cái sạp bầy vải bao bố, bên trong đựng đầy những đồng tiền. Bên cạnh có một ông già đang hút thuốc tẩu ngồi đó. Ngô Bình vừa nhìn đã phát hiện trên những đồng tiền này mang đậm hơi thở của các triệu đại, khả năng cao là hàng thật. Anh nghĩ vậy liền dừng lại. Trong trận pháp thường phải dùng tiền ngũ đế, tiền ngũ đế chia thành tiền ngũ đế nhỏ và tiền ngũ đế to. Trong đó tiền ngũ đế to là khó tìm nhất, bao gồm tiền bán lượng tần, tiền ngũ thủ hán, tiền khai nguyên thông bảo, tiền tống nguyên thông bảo, tiền vĩnh lạc thông bảo, trải qua năm triều đại, tràn đầy hơi thở nhân gian, từng được vô số người sử dụng tiền ngũ đế lớn thì Ngô Bình có thể dùng để bày trận pháp, dùng để đuổi ma chấn tả cũng rất tốt. Nhưng tiền ngũ đế lớn rất khó tìm, dù tìm được thì cũng không còn được bảo quản nguyên vẹn. Ví dụ như chiều tần cách đây hơn 2.000 năm, thời gian đã qua quá lâu. Trên thị trường, tiền bán lạng tần giá phải lên đến mấy chục nghìn tệ, đồng nào có vẻ ngoài không được đẹp thì giá chỉ mấy trăm tệ, cách biệt rất lớn. Tuy nhiên thứ Ngô Bình muốn tìm không phải tiền ngũ đế thông thường mà là những đồng tiền đã được những bậc cao nhân thời cổ đại dùng pháp thuật luyện chế. Loại tiền này được gọi là tiền yên hỏa trong giới tu hành, nó đã nhiễm đủ khói lửa nhân gian, có thể trừ ma chặn tà, chấn áp khí động, thế nên cũng được gọi là tiền pháp. Đồng tiền bói mà cao thủ bói toán thực sự dùng chính là những đồng tiền yên hỏa. Số lượng tiền pháp vô cùng ít ỏi, tìm mòn con mắt chưa chắc đã thấy, tiền có thể lưu truyền đến đời nay lại càng ít hơn nữa. Giá trị một đồng tiền Pháp là vô giá đối với những người hiểu giá trị của nó. Ngô Bình liền mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật, phát hiện trong bao vải có một số ít tiền Pháp. Chúng tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, người bình thường không thể nhìn thấy được ánh sáng đó nhưng chúng lại vô cùng trói mắt đối với anh. Anh hỏi, ông này, tôi muốn lấy mấy đồng tiền ngũ đế, ông bán giá thế nào? Ông già hút phì phèo vài hơi thuốc rồi nói, 100 tệ một đồng tiền, không mặc cả. Ngô Bình liền ngồi xổm xuống giơ tay ra lấy. Anh lấy một vốc tiền, tổng cộng 12 sâu, sau đó đẩy chúng đến trước mặt mình. Anh tìm tòi trong đống tiền này, tổng cộng chọn được 15 đồng tiền, đó là hai đồng tiền bán lượng tần, hai đồng tiền ngũ thủ hán, 3 đồng tiền khai nguyên thông bảo, 3 đồng tống nguyên thông bảo, 3 đồng vĩnh lạc thông bảo. 15 đồng này đều là tiền pháp chúng được giữ gìn nguyên vẹn, không hề có chút gì sắt nào. Có mấy đồng tiền Pháp còn được cao thủ của các thời đại luyện chế, có luồng sức mạnh đáng kinh ngạc. Sau khi Ngô Bình chọn được 15 đồng tiền này, anh lại chọn được 12 sâu tiền ngũ đế lớn vẻ ngoài khá được, sau đó liền chuyển khoản 7.500 tệ ngay cho ông già. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 7